chánh định như như bất động. Phật ba thân nhân thế o tìm trong ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm Canh Dần. Với tấm lòng thiết tha học hỏi giáo lý Phật Đà, chúng con đã tề tụ về đây dưới mái chùa Long Hương. Vào giờ này, đạo tràng đã ổn định trang nghiêm. Toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh Thầy Quang Lâm Chánh Điện để ban bố cho chúng con thời kinh Lăng Nghiêm sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm Canh Dần. Là ngày giảng thường lệ cuối tháng. Nhưng mà năm nay vì chúng tôi có duyên phải đi nước ngoài nhiều lần. Ra đạo tràng chúng ta chỉ có học được cái thời một thời đầu năm, nhưng thời này là xem như thời cuối năm. Đáng lý là quyển kinh Lăng Nghiêm chúng ta sẽ được học nhiều, nhưng mà vì cái duyên như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp tới cái đoạn thứ năm á, tức là sau khi mà ngài Phú Lô Na hỏi Đức Phật về cái hai câu hỏi cũng hết sức là quan trọng, và Đức Phật lại trả lời cái căn nguyên, cái hư vọng, cái hư dối của mình. Thì đến đây á, Đức Phật chỉ rõ cái tướng thế giới, cái tướng hư không và cái tướng chúng sanh. Thì chúng ta đọc chánh văn trước, chúng ta sẽ giảng giải sau. Trong cái không đồng, trong cái không đồng khác, rõ ràng thành khác. Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân có tướng hư không khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập cái đồng. Và cái thứ ba là chỉ nguyên nhân có tướng chúng sanh đã thành cái đồng, cái khác rồi, nhân đây lại lập cái không đồng, không khác. Tổng kết cái tướng nguyên nhân có các tướng rối loạn như thế, đối đãi lẫn nhau mà sanh lao lự. Lao lự càng lâu, phát sinh ra trần tướng, tự làm vẫn đục lấy nhau. Do đó mà đưa đến trần lao phiền não, nổi lên làm thành thế giới, lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác, cái không đồng không khác kia, thật là pháp hữu vi. Cái giác, cái điều thứ sáu là chỉ ra tướng kết quả tiếp nối. Kết quả tướng thế giới tiếp nối, cái giác thì sáng suốt, hư không thì mờ tối, đối đãi thành ra dao động nên có phong luân nắm giữ thế giới. Nhân hư không mà sinh ra dao động, kiên cố cái sáng mà thành ra cái ngăn ngại. Các loại kim bảo kia đều do minh giác lập ra tính cứng chắc, nên có kim luân giữ gìn cõi nước. Kiên cố cái giác thì thành có kim bảo, lai động cái minh thì có phong đại hiện ra. Phong đại và kim bảo cọ sát với nhau, cho nên có lửa sáng làm thành tính biến hóa. Ánh sáng kim bảo đượm ướt, lửa sáng xông lên, cho nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi nước. Lửa bốc lên, nước rơi xuống giao nhau phát hiện làm thành tính cứng. Chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô là lục đại và cồn đảo. Bởi do nghĩa ấy nên trong biển lớn có hơi nóng thường bốc lên, trong đại lục và cồn đảo có sông ngòi thường chảy xuống.
Thế nước kém hơn, thế lửa liền kết thành núi cao. Vậy nên đá núi đập thì tóe lửa, nấu thì chảy nước. Thế đất kém hơn thế nước, rút lên làm cỏ cây. Thế nên rừng rậm đốt thì thành đất, vắt ra thì có nước. Vọng tưởng giao sen phát sinh lần lượt, làm thành chủng tử cho nhau. Do nhân duyên ấy thế giới tiếp nối. Ở đây chúng ta bắt đầu được nghe Đức Phật giải thích về cái nhân sinh quan và cái vũ trụ quan theo cái nhìn của Kinh Lăng Nghiêm. Mà Đức Phật nói về cái nguyên nhân để hình thành hư không, nguyên nhân hình thành thế giới và cái nguyên nhân hình thành chúng sanh. Thì cái đầu tiên là Đức Phật chỉ cái nguyên nhân có cái tướng thế giới bằng một câu hết sức là gọn, là trong cái không đồng khác rõ ràng thành khác. Đó là nguyên nhân hình thành thế giới. Thì nếu mà chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm á, mà cái đầu của chúng ta nó còn có cái gì đó thì có lẽ là chúng ta cũng khó hiểu. Đây là cái giai đoạn mà hết sức là khó cho những người học Phật ban đầu. Từ trước đến giờ nếu chúng ta đã có theo dõi bản Kinh Lăng Nghiêm mà thông cảm được hết á, những phần trước, thì phần này chúng ta sẽ thông. Đối với một cái người mà hiểu thông về đạo lý ở trong đạo Phật thì người đó sẽ hiểu được sơn hà đại địa được hình thành như thế nào, hiểu được nhân sinh vũ trụ nó có ra làm sao. Thì đây là một điều thách thức đối với trí tuệ của đạo Phật và so với cái thấy nhìn của khoa học hiện đại muôn thuở, chứ không phải nói là hiện bây giờ. Thì cái điều này, cái nhìn về cái hình thành thế giới với cái thấy nhìn của Đức Phật cách đây hơn 2500 năm rồi. Không có kính hiển vi, không có viễn vọng kính, không có tất cả những cái thiết bị khoa học cần thiết, mà Đức Phật nhìn thấu tận cái thế giới này, là nguyên nhân nó hình thành như thế nào, làm sao mà ra được thế giới này, và nguyên nhân nào có hư không, và chúng sanh được sanh ra từ đâu. Đó là những câu hỏi mà ban đầu Ngài Phú Lô Na đã hỏi, tức là chỗ thanh tịnh sáng suốt làm sao mà sanh ra sơn hà đại địa và tất cả chúng sanh, và nếu như sanh ra sơn hà đại địa và tất cả chúng sanh thì chừng nào lại trở về bản giác đó. Nhưng mà tại sao cái bản lai thanh tịnh đó mà lại sanh ra chúng sanh, và đã sanh ra chúng sanh làm chi để rồi cuối cùng cũng phải quay trở về đó. Đó là câu hỏi, cái ý câu hỏi ban đầu của Ngài Phú Lô Na như vậy. Thì Đức Phật bắt đầu giải thích cái nguyên nhân hình thành thế giới này, cái nguyên nhân có ra chúng sanh và cái sự tương tục để có ra thế giới và chúng sanh. Thì chúng ta học hết cái phẩm này chúng ta sẽ hiểu. Nhưng ở đây Đức Phật lại nói trong cái không thì cái không đồng khác thì rõ ràng thành khác. Một câu nói hết sức gọn. Đức Phật chỉ là cái nguyên nhân có cái tướng thế giới. Cái tướng thế giới là cái tướng sai biệt. Cái khí thế gian là khí sai biệt. Cho nên đó, Đức Phật nói ba cái điều. Thứ nhất là cái tướng thế giới. Thứ hai là trong cái khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà thành lập cái đồng, tức là cái tướng hư không. Còn cái tướng thứ ba là tướng chúng sanh. Đã thành cái đồng cái khác rồi, nhân đây lại lập cái không đồng không khác. Và Đức Phật giải về cái nguyên nhân, tức là chỉ rõ cái tướng thế giới một câu là trong cái không đồng khác rõ ràng thành khác. Điều này là cái điều mà chúng ta đọc ra giống in tuồng như tụng chú. Giống như tụng chú, không biết gì hết. Đức Phật nói là trong cái hư không này, trong cái rỗng lặng mênh mông mà không phải là hư không á, từ trước giờ Đức Phật nói tới cái diệu minh chân tâm của mình, cái chỗ mà vi diệu nhiệm màu đó đó, nó sáng suốt mà không do đối tượng. Nếu có đối tượng thì nó không thành minh, tức là có cái sở minh thì cái đó nó trở thành đối tượng. Mà còn có cái đối tượng và còn có cái thấy biết, tức là lúc đó đã rớt xuống cái tầng phân biệt hai bên. Thì như vậy là không phải ở cái chỗ rỗng lặng mênh mông ngoài đối tượng mà rõ biết. Cho nên khi nào mà chúng ta tu tập á, đến một cái trình đoạn nào đó mà chúng ta ở rớt được trong cái cảnh giới không cần bất kỳ đối tượng nào, tức là không sử dụng hoàn toàn lục căn của mình,
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chúng ta không còn duyên gá bất kỳ cảnh duyên nào bên ngoài, mà chúng ta có cái rõ biết rỗng lặng mênh mông á, thì lúc đó là chúng ta sẽ cảm nhận được cái diệu minh kia. Và cái minh diệu, tức là cái minh sáng suốt này, nó giữ chúng ta ở cái chỗ sáng tuyệt đối, không rớt xuống một cái tầng mức lầm mê nữa, gọi là cái minh diệu. Thì ở cái chỗ rỗng lặng mênh mông của cái diệu minh và cái minh diệu này, cái đó nó có đồng và khác, chứ không phải cái chỗ rỗng lặng đó hoàn toàn không có cái gì. Thì cái đồng khác đó chính là thế giới, đó là cái tướng thế giới. Bởi vì ở nơi chúng ta, khi mà rời cái rỗng lặng mênh mông á, thì tâm thức chúng ta dao động phân biệt. Nhưng mà chưa rời cái rỗng lặng mênh mông, ở trong đó cũng dung chứa tất cả phàm thánh. Cho nên từ cái chỗ mà Đức Phật ở đây nói là cái chỗ không, cái chỗ không mà có đồng có khác, chứ không phải chỗ không hoàn toàn không có cái gì. Vì vậy mới nói là cái chỗ, thường ở trong Kinh Bát Nhã nói là cái không mà cái diệu, không mà diệu. Tức là trừ cái chỗ không đó nó sanh ra sơn hà đại địa, như cái chỗ ngộ của Ngài Lục Tổ là nói nào ngờ cái tự tánh chúng ta hay sanh muôn pháp. Thì tất cả những cái có trong trần gian này, trong thế giới này, không ngoài cái minh diệu kia. Cho nên ở trong cái minh diệu này, nó có cái đồng, có cái khác, có nghĩa là có hư không và có thế giới. Thì như vậy là hư không cũng ở trong cái minh diệu kia, cái thế giới này cũng ở trong minh diệu kia. Cho nên cái này là cái trùm trên cái hư không và thế giới. Thì trong tự tánh chúng ta đã có đầy đủ. Cho nên hư không á, thì không trùm chứa được cái pháp giới tự tánh. Tức là hư không, ở sau thì Đức Phật đã giải thích hư không thì mù bịch, tức là hư không thì tối, nhờ có ánh sáng mặt trời, nhờ có trăng sao đèn đốt thì hư không này chúng ta mới nhận biết được. Còn nếu như không có ánh sáng mặt trời và không có mặt trăng, không có đèn thì hư không này là tối. Hư không này là tối. Còn cái diệu minh chúng ta là luôn luôn sáng, nó luôn rõ biết được hư không và luôn rõ biết được pháp giới này. Mà dù không có hư không, không có pháp giới thì cái minh kia vẫn rõ, thì đó mới gọi là cái diệu minh. Cái diệu minh không do đối tượng mà rõ biết. Thì ở đây Đức Phật muốn nói trong cái diệu đó đó, trong cái diệu minh đó đó, nó có cái đồng và có cái khác. Sở dĩ có cái đồng và khác cho nên rõ ràng liền thành khác. Với chúng ta thì có những cái đoạn mà chúng ta công phu tu tập, có những cái khoảnh khắc trong cuộc đời của mình, mình có một tháng nào đó lướt qua cái đoạn này. Nếu mà sau này chúng ta công phu để mà chúng ta hết đi những cái riêng tư, cái phân biệt ngã chấp rồi á, thì tự động chúng ta có một cái thoáng lướt qua cái không gian này. Chúng ta dùng cái từ không gian thì nó không đúng, nhưng mà đó là cái cảnh giới thật của pháp tánh. Thì bất kỳ cái người tu tập nào đi sâu vào chuyên môn, họ đạt đến một mức độ nào đó, họ đi đến mức độ đó, nếu phá trừ được tất cả những cái phân biệt hai bên của mình rồi, sạch đi cái ngã chấp pháp chấp mình rồi, thì có một cái thoáng họ rớt vào cảnh giới này. Thì phút giây rớt vào cảnh giới này thì họ mới thấy ra không phải cái pháp giới tánh toàn chân là cái gì rỗng lặng hoàn toàn không có, không có cái gì trong đó, mà có đầy đủ tất cả mọi cái, không thiếu thốn cái gì. Cho nên là Lục Tổ và Năng sau khi ngộ đạo, nào ngờ tự tánh chúng ta đã tự đầy đủ. Tức là từ xưa tới giờ chúng ta quen á, cái kiểu học thức, mình học mình mới biết, mình làm mình mới có, theo kiểu của thế gian. Nhưng mà những cái được học mới biết, được làm mới có là những cái pháp tướng, pháp trần ở trong thế gian này. Và đó là cái tầng của sanh tử. Còn ở đây Đức Phật đã nói đến cái cảnh giới đã vượt tầm sanh tử rồi. Cũng như hồi trước, cái phẩm trước là Ngài Phú Lô Na đã than phiền là Ngài A Nan còn lậu hoặc mà ngộ được cái diệu minh. Còn Ngài Phú Lô Na đã chứng quả A-la-hán rồi mà đối với diệu minh này vẫn còn mờ mịt. Đó là một cái điều rất là kỳ lạ trong Phật Pháp. Nếu con người đi vào con đường Đại Thừa Phật giáo thực sự thì người ta có thể cảm thông được với điều này. Và những người mà đã nặng những cái lý thuyết
về nguyên thủy, tức là phải dụng công để có kết quả, phải chứng từng bậc á, thì họ không bao giờ chấp nhận được một điều là một người mới đầu bản kinh á, là bị dính mắc với Ma Đăng Già, không? Nó từng khóc lóc gỡ không ra, phải nhờ thần chú Thủ Lăng Nghiêm mới cứu thoát ra khỏi vòng tay của ái nhiễm. Vậy mà giờ này A Nan ngộ đạo ra khiến cho các vị chứng quả A La Hán tước không tin nổi, không tin nổi, và điều này rất là khó tin. Chỉ trừ những người mà thực sự cảm thông được với chân lý, thực sự cảm thông là cái giáo lý của Đại Thừa, đầu của họ thoát hết những cái khung sáo rồi, thì người đó mới có thể chấp nhận được một điều là một người bình thường, một người nhiễm mô, trong một duyên thoáng chốc họ có thể nhận ra đạo lý Thượng Thừa. Còn những người mà đã từng quen theo khuôn thước, đã từng quen theo khuôn sáo, phải tu như thế này, phải được như thế này, tu như thế kia mới được như thế kia, phải dụng công như thế nọ mới chứng được quả này, dụng công thế nọ để chứng quả kia, thì những người đó không thể chấp nhận được điều này. Do đó mà Kinh Lăng Nghiêm cũng như một số kinh điển Đại Thừa đã được một số các vị tu theo nguyên thủy cho không phải là kinh điển Phật giáo, là quái thai của Phật giáo. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở góc độ Đại Thừa và có tu tập thật sự á, để chúng ta thoát khỏi những lầm sáo một lần, thì chúng ta thấy là từng lời, từng chữ trong kinh Đức Phật đã nói ra trong hệ thống kinh điển Đại Thừa là nghìn muôn nghĩa, phải gọi là vô lượng nghĩa xứ, giống như kinh Hoa Pháp Hoa Đức Phật nói. Thì ra với cái đầu của một cái người bình thường á, thì họ hiểu theo cái tầng mức bình thường. Một người đã có một cái chút công phu chuyên môn thì họ nâng cái tầng bức tâm linh của họ lên á, thì họ có thể thông cảm một chút xíu về kinh điển Đại Thừa. Và khi nào họ phá vỡ hoàn toàn cái ngã chấp của mình, phá hết cái ngã chấp và pháp chấp, thì người đó thông cảm một cách tuyệt đối. Thì ở chỗ này, khi mà người ta rớt vào cái chỗ pháp giới tánh toàn chân rỗng lặng mênh mông rồi, thì chỗ đó không có phải là rỗng không, không phải là rỗng không, mà muốn có cái gì thì người đó sẽ có theo ý của mình, và pháp giới chúng sanh tràn ngập không thiếu thốn. Cho nên ở chỗ không này nó có cái đồng khác, rõ ràng là có khác, tức là cái thế giới, cái tướng của thế giới này là một tướng sai biệt. Cho nên á, chúng ta vừa thấy là đã có sự sai biệt nghìn trùng, vừa nghe đã có sự sai biệt nghìn trùng. Ví dụ như ngồi đây mà chỉ cần một âm thanh chúng tôi phát ra thôi, một câu nói chúng tôi phát ra thôi, thì mỗi người ở nơi đây đều có một cái cảm nhận sai biệt khác nhau. Tùy theo cái trình độ, tùy theo công phu của mình, tùy theo kiến thức của mình, mỗi người nhận một lời, một câu, một chữ khác nhau hoàn toàn. Không có ai giống ai ở đây cả. Nhưng mà nếu chúng ta lắng lòng thanh tịnh thực sự, thì chúng ta nghe đồng nhau. Cái chỗ chung đồng đó là cái ban đầu rất nhanh, mà với cái trí tuệ phàm tình chúng ta không đủ sức để nhận ra nổi. Nếu ai là người mà nhận nổi cái ban đầu thanh tịnh sáng suốt tương đồng nhau tại đây á, tức là chúng ta ngồi đây mà chúng ta cảm thông được cái tương đồng của tất cả huynh đệ chúng ta ở đây, ở trong đạo tràng này, dù có bao nhiêu người, hàng ngàn người, hàng triệu người ở đây vẫn có cái đồng nhau. Chúng ta có một cái lần cảm nhận sự chung đồng đó trong cái thấy, cái nghe nơi hiện tại này, thì chúng ta sẽ nhận được cái minh diệu kia. Và cái phút chốc mà chúng ta ở trong cái minh diệu đó đó, chúng ta mới nhận biết rằng cái thế giới này là thế giới sai biệt. Cho nên chúng ta vừa thấy sự sai biệt, tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng của tướng thế giới rồi. Còn chừng nào mà chúng ta chưa rớt xuống cái tầng sai biệt á, thì chúng ta ở trong cái diệu minh chân tâm. Đây là cái khó cho mình. Cho nên ở đây không phải là do một cái chúng ta dụng công để rồi chúng ta nhập định chúng ta mới biết được cảnh giới này. Cái này nó lìa khỏi định và loạn. Định á, và loạn á, nó cũng còn có năng và sở. Tức là có người muốn trụ định, có người muốn trừ loạn. Cho nên vẫn còn bị kẹt ở năng và sở. Thật ra khi một người tu tập đạo Phật mà tận trong thâm tâm họ, cái định và cái loạn không còn giá trị khác nhau. Ở đây không phải là mình chấp nhận cái loạn tâm, nhưng mà không chấp thủ cái định tâm. Không phải như vậy. Chúng ta không muốn nói điều này. Nhưng mà với một người đứng trước cái loạn, họ vẫn bình yên.
Và đã được cái định, họ thấy cũng không có gì quan trọng. Tức là khi nào mà ở nơi thâm tâm chúng ta cân đối được hai điều này. Chứ rất là nhiều cái người tu theo đạo Phật á, thực sự thì rất là khó có thể cho mình được định. Tu cả đời có nhiều khi được định 5 phút, 10 phút mừng lắm rồi. Và thấy điều này là một điều tối thượng trong đời tu tập của mình. Còn cái loạn là cái gì nó quấy nhiễu mình, nó gây rối mình, nó làm khổ đau mình, nó làm phiền muộn mình cả đời. Bây giờ mình phải đè ép nó để một ngày nào đó mình được một chút xíu định là mình thấy thành quả tu tập. Như vậy là chúng ta phải trở lại đây nhiều ngàn kiếp nữa để tu. Cho nên khi nào mà chúng ta tu tập đến một cái chừng đoạn mà xảy ra định, mình thấy bình thường, cái bình thường. Và tất cả những cái loạn tưởng, loạn tâm, những cái sóng động trong cuộc đời này chúng ta cũng bình thường. Cái nhiễm ô đối với chúng ta nó cũng bình thường, và cái thanh tịnh đối với chúng ta nó cũng bình thường. Cả hai cái này mà tâm chúng ta không bị thiên lệch nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ thông cảm và tương ưng với cái diệu minh này. Tương ưng với cái diệu minh này. Còn nếu không chúng ta không thể thông cảm được. Cho nên ở đây cái đầu tiên Đức Phật nói là cái nguyên nhân có cái tướng thế giới với một câu hết sức là ngắn là trong cái không đồng khác, rõ ràng thành khác. Tức là cái chỗ mà không đồng và không khác nó có cái sai khác rồi. Tức là trong cái thế giới này dù mà nói là đồng, dù mà nói là khác, dù mà nói là có, dù mà nói là không, nói là phải, nói là quấy, thì đó là tướng của thế giới. Cho nên lúc nào nơi tâm chúng ta còn một tí xíu sai biệt, tức là chúng ta rớt xuống cái tướng của thế giới, chứ không phải ở cái chỗ diệu minh chân tâm. Đó là điều mà để chúng ta xem lại coi nội tâm của mình, xem lại coi công phu của mình, xem lại coi đời sống của mình đang muốn cái gì. Chúng ta đã từng tu tập, ở đây rất là nhiều quý Phật tử đã từng tu tập, đã từng dụng công theo đạo Phật rồi, đã từng sử dụng rất là nhiều pháp môn rồi. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, cái sự sai biệt còn quan trọng với mình không? Cái đúng cái sai đối với mình nó còn quan trọng không? Cái thanh tịnh và cái ô nhiễm với chúng ta nó còn quan trọng không? Ngày nào mà chúng ta còn quan trọng hai điều này, tức là ngày đó chúng ta còn nặng ở tướng thế giới. Và còn nặng ở tướng thế giới tức là chúng ta còn tiếp tục đi vào thế giới này chứ chưa ra khỏi được. Khi nào chúng ta muốn thoát khỏi cái thế giới này thì chúng ta phải hết đi cái đồng và cái khác, hết đi cái sự sai biệt nơi tự tâm chúng ta, thì lúc đó mới hy vọng. Hy vọng là chúng ta mới gọi là một lần thoát khỏi tam giới này mà đi ra, một lần tự tại trong tam giới này. Và khi chúng ta đã tự tại tam giới này thì chúng ta muốn đi ra ngoài thế giới hoặc là muốn đi vào trong thế giới này một cách tự do. Trong lục đạo luân hồi chúng ta dạo chơi một cách tự do. Còn nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn có một cái sự sai biệt ở nơi tâm mình. Ở đây chúng tôi muốn nói là sự sai biệt, chứ không nói tới cái chuyện mà động và loạn. Không bàn cái chuyện động loạn. Cái từ sai biệt nó khác nhau với cái động và cái tịnh. Động á, nếu chúng ta thấy nó là động, nếu chúng ta thấy nó là tịnh, mà có cái sự rung động sợ hãi cái lúc chúng ta loạn tâm, có cái sự chấp nhận hoan hỷ đối với cái định tâm, tức là chúng ta còn thấy cái động và cái loạn là quan trọng. Còn một người mà thấu thoát của cái động và cái tịnh rồi á, thì cái chuyện động với họ, họ vẫn rõ biết, nhưng không có gì quan trọng. Và xảy ra cái định với họ cả ngày lẫn đêm, họ sống một năm, một chục năm ở trong cái thanh tịnh cũng không có gì quan trọng, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy là người đó mới có thể thông cảm kinh điển Đại Thừa, và người đó mới có thể thông cảm được cái diệu minh chân tâm. Và người nào mà thông cảm thực sự diệu minh chân tâm là phút giây đó thoát ngoài tam giới này, và từ đó về sau họ trở lại trong tam giới một cách tự tại. Còn chưa được như vậy á, thì chúng ta đi cảnh nào nhiễm cảnh đó, khó mà thoát ra. Thật ra có những người á, có khả năng nhập định được nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhưng buông ra vẫn bị cái động và cái tịnh khuấy nhiễu mình. Cho nên là thường những người mà, chứ tôi nói người nào mà thích nhập định, mê nhập định và cho cái định là quan trọng trong cuộc đời tu tập của mình á, thì người đó không bao giờ thông cảm được giáo lý Đại Thừa. Người đó không bao giờ thông cảm được với thiền tông chánh thống,
Thiền Tông Chánh Thống cũng không nói tới cái định và cái loạn, hoàn toàn không nói như này, chỉ thuần nói về tự tánh thôi. Thì ở đây Đức Phật muốn gợi nhắc là ở chỗ diệu minh kia chỉ cần có một sự sai biệt thôi, có cái đồng và cái khác thôi, chưa có thành cái danh tướng của thế gian, thế mà đã rớt xuống cái tầng của tướng thế giới rồi. Chút xíu sai biệt đã rớt xuống tầng thế giới rồi. Ra cái người mà nói tu theo Đại Thừa thì gần như họ không tu cái gì hết. Họ không có thấy phút giây nào họ dụng công, không thấy họ ngồi thiền, không thấy họ nhập định, không thấy họ trì chú, không thấy họ niệm Phật. Nhưng mà cái tu của họ phải nói thật là cái đầu nó nhạy lắm mới có thể theo nổi kinh điển Đại Thừa. Bởi vì vừa có một cái manh nha sai biệt nơi tâm thức là họ đã không tiếp tục ở nơi đó rồi. Tức là những cái chưa thành cái trứng, đừng có nói là thành con, là họ đã quá tán xong rồi. Thật ra không có thành cái phiền não nhiễm ô như người bình thường. Nhưng mà người bình thường dụng công á, tới hồi điên lên, rồi giận sân si, rồi phiền não, lúc đó mình mới nhận ra được á, là mình đã bị nhiễm. Đã bị nhiễm. Thật ra một mấy người mà đứng một cái góc vô nhiễm để họ tu tập á, thì tất cả những cái gợn li ti nơi tâm bắt đầu xảy ra là họ đã tự quá tán lấy, tức là họ nhận diện rất rõ ràng. Và cái gợn lăng tăng đó, cái manh nha để hình thành sinh tử đã quá tán ngay tận gốc, chưa có thành cây, thành phiền não khổ đau cho bản tâm của họ. Nhưng bình thường thấy họ không tu rồi hết. Bình thường thấy họ sinh hoạt, họ đi đứng nằm ngồi một cách giống như một người bình thường. Và nếu như không phải là cặp mắt chuyên môn thì không bao giờ phát giác ra được một cái người đang dụng công như thế này. Thật ra ở trong kinh mà Tứ Thập Nhị Chương á, thì Đức Phật nói là cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường 1 người vô tu vô chứng này. Đây là một người mà phải dùng từ là xuất trần thượng sĩ thật sự, với cặp mắt họ tinh anh hoàn toàn. Giống như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài nói là khi mê á, thì tạo nào thưa nào nhặt, khi ngộ rồi á, thì bật từng ly từng mãi. Thì cái chuyện mê và ngộ nó xác định cái mức độ công phu cao thấp của chính mình, chứ không phải là do mình ngồi thiền nhiều, mình nhập định lâu, mình tu lâu trong chùa, mình được gọi là người tu lâu, không phải như vậy. Thì đối với Đạo Phật chỉ là cái chỗ nhận biết được cái diệu minh hay là chưa. Và nhận biết được diệu minh rồi thì nó tự động nó bật từng ly từng mãi một, không cần chúng ta phải công phu gì. Nhưng mà khi chúng ta chưa ngộ thì dù chúng ta có công phu cỡ nào thì nó cũng tạo thành cái tiền mê tiếp, chứ không phải là chúng ta phá giải được. Ở đây cái tướng thế giới thì Đức Phật nói là ở cái chỗ không đồng không khác, rõ ràng có cái khác rồi. Đã rớt xuống cái tướng thế giới rồi thì nghìn trùng sai khác. Cho nên chúng ta đã có một cái lần mãi mai nhỏ nhiệm manh nha móng khởi nơi tự tâm của mình xảy ra, tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng của thế giới. Chúng ta nên biết được như vậy. Và cái người mà đã nhận được cái diệu minh rồi á, thì cái manh nha đó nó vẫn còn, vẫn có, chứ không phải hoàn toàn bật dứt. Và người đó cũng không cần gì phải bật dứt nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái diệu minh này là cái nó phủ trùm luôn cả cái hư không và cả pháp giới này. Nó luôn luôn là minh diệu, nó hoàn toàn, nó không có cái gì có thể làm cho nó bị động, bị nhiễm, bị nhơ, bị thay đổi hết. Và không có cái gì có thể so sánh được một mảy may nhỏ nhiệm trong cái diệu minh đó. Cho nên chẳng có gì là quan trọng cả. Có không còn mất, thậm chí là tan hàng ngàn, hàng triệu cái thế giới này đi, cái diệu minh kia nó vẫn nguyên là cái diệu minh, không hề thay đổi gì. Chúng ta có thay đổi hàng tỷ kiếp của chúng sanh đi, diệu minh này vẫn nguyên là diệu minh. Ở đây nó lộ ra một cái câu hỏi ban đầu là tại sao Đức Phật đã ngầm ngầm trả lời câu hỏi ban đầu của Ngài Phú Lô Na là tại sao cái chỗ bản nhiên thanh tịnh nó bỗng nhiên sanh sơn hà đại địa. Nếu như mình một phen đã thấy có sơn hà đại địa thì sao? Là chúng ta tự rời bản nhiên thanh tịnh của mình. Do đó tất cả những lối giải thích của Đức Phật lòng vòng ra để chi? Đức Phật muốn nói cho Ngài Phú Lô Na một điều là gì? Nên chúng ta nói sớm là Đức Phật muốn dạy chúng ta ở chỗ bản nhiên thanh tịnh đó thì sơn hà đại địa xem như hoàn toàn không. Hoàn toàn không. Nhưng mà với cái nhìn sai biệt thì nó lại có với mình. Giống như bây giờ nếu mà mọi người mà nhận biết được Phật Pháp á,
Thì đi ra đường họ vẫn thấy hết mọi cái, đi trên đường xe hoặc là họ đi vào chợ họ thấy hết, thấy đủ hết, không thiếu cái việc gì hết. Xanh vàng đỏ trắng đẹp xấu và giá cả mắc rẻ rồi họ biết hết. Nhưng mà họ ra khỏi chợ rồi hoàn toàn tan biến, không có gì dính trong đầu. Nên một người cái đầu đã dính mắt rồi đi về nói là có bà đó hả? Thì thấy mình bữa nay mặc đồ đẹp cái bà bán mắt hơn. Thấy mình cái tướng sang sang bà bán mắt hơn bà kia, ví dụ vậy. Mình bị dướng mắt liền, mình bị dướng mắt trong cái chuyện đi đứng, trong cái chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì với một người mà tự tại thật sự thì họ không lầm. Với một người mà không vướng thiện ác, nhưng mà họ không lầm thiện ác. Chứ không phải không vướng là không biết. Chúng ta từ xưa giờ cái lối tu tập quen của mình, cái kiến thức quân tập quen của mình đó là mình không vướng, tức là mình không biết luôn. Nhưng mà này không phải như vậy. Trí tuệ Phật Đạo thấu suốt thiện ác, thấu suốt nhân quả mà không vướng vào trong đó, không lầm, không vướng. Còn mọi người mà vẫn còn nặng về nhân quả, vẫn còn nặng về thiện ác là những còn người còn vướng mắc ở trong đó. Thì như vậy là trí huệ chưa rõ thông. Thì cho những cái câu nói như ngày xưa là chúng ta nhớ chúng ta học Pháp Bảo Đàn. Thì cái đoạn mà Ngài Lục Tổ khai thị cho Huệ Minh, sau khi Lục Tổ nhận được bát rồi bỏ đi rồi, thì trong chúng phát hiện, trong chúng Ngài Hoằng Nhẫn phát hiện bắt đầu rượt theo để lấy y bát. Chúng ta thấy giai thoại rất là hay mà nhiều người hiểu lầm. Đến khi mà Ngài Huệ Minh rượt kịp Lục Tổ rồi, cầm y bát lên không nổi, lúc đó Ngài Huệ Minh mới la lên là nhân giả tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó Lục Tổ bắt đầu bước ra. Bước ra thì nói một câu đầu tiên á, là nếu ngươi mà vì pháp mà tới đây thì sao? Thì phải ở ngoài dứt bạc các duyên, trong không khởi dòng niệm. Thế cái đó. Và chính cái chỗ mà không thiện không ác kia, chỗ đó mới là bản lai diện ngược của người. Thì rất là nhiều người hiểu lầm cái câu khai thị không thiện không ác này của Lục Tổ, cho rằng thiền sư nói chuyện không thiện không ác, không nhân không quả, tức là bác ly nhân quả của đạo Phật. Chứ thưa không phải. Cái người mà dám khai thị người ta ở chừng này là người này rất là thấu hiểu về nhân quả mà không vướng, không lầm nhân quả mà không vướng trong đó. Lục Tổ có cái đầu ở ngoài nhân quả, có cái trí tuệ vượt tầm nhân quả, thấu suốt nhân và quả như thế nào. Thấy cái chỗ mà không phải nhân không phải quả kia, cái chỗ đó nó rất rõ nhân quả, thì chỗ đó chính là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Chỗ này Ngài Huệ Minh ngộ. Cho nên Ngài Huệ Minh ngộ, tức là thông cảm được cái điều chỉ dạy của Ngài Lục Tổ. Cho nên sau này có rất là nhiều người bình phẩm cho chỗ này là một cái câu nói sai lầm rồi đủ thứ chuyện. Có rất là nhiều vị là không thông cảm được cái chỗ không thiện không ác của Thiền Tông. Người nào mà có một cái phen mà thông cảm được với cái không thiện không ác mới thông cảm được câu khai thị của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, và có thể thông cảm được cái chỗ này Đức Phật nói. Cho nên đó, bước qua cái thứ hai, ở đây Đức Phật chỉ rõ cái nguyên nhân của hư không là khác với cái khác kia, thì nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng. Tức là đã rớt xuống cái tầng của thế giới rồi thì sẽ có sự sai biệt, cái có và cái không, cái phải và cái quấy, cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác, cái thanh tịnh và cái ô uế, vân vân. Tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng của thế giới rồi. Và khi đã có cái khác kia rồi thì nhân cái khác mới lập cái đồng, tức là có cái tướng cho nên mới lập cái không tướng. Tức là đã có cái sự sai biệt của thế giới, bây giờ nó mới hình thành cái gọi là cái trung đồng. Cái hư không là cái phủ trùm giữa cái tướng có và tướng không ở trong không gian mà chúng ta đang thấy, thì đó là cái tướng của hư không. Khi chúng ta nhìn ở đây á, trước mắt mình mà không có hình sắc thì đó là cái khoảng trống. Mà khoảng trống này nó mênh mông, không có ngần mẻ, đó là tướng của hư không. Nhưng mà tướng này được thành lập là do đâu? Do cái sự so sánh của cái tâm thức của mình. Tức là chúng ta thấy có cái khác, chúng ta thấy có cái có, thì chúng ta liền thấy cái không. Còn nếu như từ quý vị mà nhìn thẳng lên tới tượng Phật, quý vị thấy rõ cái phản không và thấy được tượng Phật đó,
và chúng ta thấy được một lần hai tướng thì chúng ta sẽ nhận biết được cái diệu minh là gì. Nhưng mà từ ở dưới quý vị nhìn thẳng là tượng Phật, quý vị thấy mấy tướng? Thấy mấy tướng? Chúng ta nhìn tượng Phật thì chúng ta thấy liền, à đó là tượng Phật thôi. Nhưng mà cái khoảng từ quý vị tới tượng Phật là cái khoảng gì? Là một khoảng không. Nếu không có khoảng không này, chúng ta không bao giờ thấy được tượng Phật cả. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái lần chúng ta nhìn trước mắt chúng ta đến sự vật, chúng ta thấy được cái khoảng không. Do đó chúng ta không bao giờ có một cái lần thấu suốt được hai tướng thiện ác. À, chúng ta luôn luôn thấy một bên nè. Trước mắt chúng ta là rất là rõ ràng ở hai tướng. Nhưng mà luôn luôn chúng ta thấy một tướng, đúng không? Bây giờ nhìn tới bông là chúng ta sẽ thấy cái bông này nó đẹp. Tức là chúng ta chỉ nhận biết được cái tướng của cái bông thôi. Còn cái khoảng không giữa cái bông và cái tướng này chúng ta không bao giờ thấy. Và cái khoảng không trùm khắp cả cái tướng này chúng ta cũng chưa bao giờ nhận biết. Do đó mọi người mà thấu suốt đạo lý, tức là người ta có cái tuệ nhãn thấu suốt được hai tướng, thấu suốt được hai bên, thấu suốt được hai chiều trong lúc họ tiếp duyên, chứ không phải thấy như mình. Qua một câu nói người khác là họ nhận biết được bao nhiêu phần thiện, bao nhiêu phần ác một cách rõ ràng lắm, nhưng mà họ không chấp thôi. Họ thấy người đó đi, thấy người đó cười, thấy người đó chào, thấy người đó nói là họ thấu suốt được người này thiện ác bao nhiêu rõ ràng lắm, nhưng mà họ không chấp thôi, họ biết hết đó. Chứ không phải là người này nói ngon, nói ngọt mình cho người này tốt, người này nói với lời cọc cằn mình cho người này xấu, là chỉ biết cái tốt qua ngôn ngữ, cái tốt qua lời nói, cái xấu qua lời nói của người khác là hoàn toàn người đó không bao giờ thấy được, thấy được cái tướng thật của cái người đối diện mình. Cho nên á, là một người thấu suốt đạo lý, khi đối diện một người họ thấy tới cái chân tướng của người kia, chứ không phải thấy qua ngôn ngữ đâu. Nhiều khi cái người đó họ giả bộ nói ngọt với mình, nhưng mà quay lưng là họ làm chuyện khác, mình không biết, không phải như vậy. Tới mình rớt ra bao nhiêu lời, bao nhiêu ngôn ngữ, dù là ngọt ngào cỡ nào, nhưng mình biết bên sau đó nó có dao găm, có mũi nhọn hay không, mình biết. Những lời nói trơn tru ngọt ngào, thật sự mình biết, mình biết. Ra khi một phen một người có cái trí tuệ thấu suốt đạo lý rồi á, thì người ta sẽ nhận biết được hai điều một lượt. Cái sai biệt họ thấy rõ. Giống như bây giờ quý vị thử nhìn nha, bây giờ chúng ta tập, đây là một cách để chúng ta công phu. Và công phu này là một cái loại công phu thực sự của Đại Thừa. Tức là khi chúng ta nghe thì chúng ta phải nghe làm sao? Có tiếng và không tiếng phải nghe được. Ví dụ như chúng tôi nói tiếng Phật, tiếng Pháp, thì giữa tiếng Phật và tiếng Pháp ở giữa nó có một khoảng không, chúng ta phải nghe được khoảng không này. Mày nghe nổi không? Đó, từ quý vị tới cái bàn này là có một khoảng không rõ ràng, chúng ta phải thấy được một lượt hai tướng. Chúng ta đủ bình tĩnh á, thì chúng ta sẽ nhận diện được hai mặt của vấn đề, hai mặt của cuộc đời này. Còn nếu chúng ta không đủ bình tĩnh, chúng ta sẽ nhận một chiều theo từ trước, theo thói quen nghiệp tập của mình, thì luôn luôn là chúng ta rớt vào cái tầng sai biệt của thế giới này. Và như vậy á, thì chúng ta sẽ bị sinh tử tiếp nối. Ha, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập nhìn, tập nghe, tập thấy, tập tiếp xúc thử rồi. Chúng ta có nhận nổi điều này không? Tập thử rồi. Bây giờ ví dụ như chúng ta tới tiếng Phật và tiếng Pháp, quý vị nghe được cái khoảng không giữa chữ Phật và chữ Pháp không? Nghe không? Thì quý vị lên tới cái bàn này, quý vị thấy cái khoảng không và cái bàn, hay là thấy cái bàn này không thôi? Cái đầu chúng ta làm sao mà phá được cái đó một lần, thì chúng ta sẽ nhìn mọi cái trong cuộc đời nó cởi mở. Còn nếu không là chúng ta bị vướng mắc hoài, không bao giờ thoát ra được đâu. Thấy như vậy nhưng mà nó thực sự là mấu chốt trong đời sống này. Thử một lần đi. À, phải nghe được cái âm thanh nổi và âm thanh chìm. Giống như bây giờ quý vị nghe một bản nhạc á. Nghe bản nhạc quý vị cứ nghĩ rằng là bản nhạc đó nó hay, nhưng mà hay lý do ở đâu mình không biết. Có lẽ là cái bàn tay của nhạc sĩ này hay. Nhưng mà nếu như cái lúc mà không có cái khoảng không đó, bản nhạc thành hay không? Không có khoảng không, không có cái khoảng ngắt của hai âm thanh, bản nhạc thành hay không? Không hay ho vậy đó. Nó thành tiếng ù liên tục, mà tiếng ù đó là nó không có thành cao, thành thấp, không có hay liền. Và nếu như không có khoảng giữa đó, không có khoảng ngắt đó đó, không có cái hư không này, thì tất cả vật chất hoàn toàn không có giá trị. Cho nên từ cái chỗ sai khác, nhân cái khai khác này mà có cái không, thì cái hư không hiện ra ở nơi đây á, cũng từ cái nhận biết sai khác của chính mình. Nhưng mà ở nơi mình á, thì mình lại, một á, là chúng ta thấy hình sắc,
Hai là chúng ta quên đi hình sắc để chúng ta nhận biết được cái khoảng không. Chứ cái đầu chúng ta chưa bao giờ chịu được hai cái có một lượt. Trong cái thấy nghe hay biết thường tình thì quý vị cố gắng làm sao để cho mình một lần trong đời, một lần đó thôi, một lần đó thực sự xảy ra với cuộc đời của mình á, là mình nghe được cái âm thanh nổi và không âm thanh. Cái khoảng ngắt của hai âm thanh chúng ta phải thấu suốt rõ ràng. Và khi nhìn thì rõ ràng là chúng ta thấy có hình sắc và có hư không lồng trong nhau thật sự. Hình sắc và hư không không tách ly nhau. Một lần nào đó trong cuộc đời chúng ta thấy được điều này thì lần đó chúng ta sẽ thông cảm được với cái diệu minh. Vì vậy là ở phần thứ hai, Đức Phật chỉ rõ nguyên nhân có cái tướng hư không là do chúng ta đã có cái sự sai khác, tức là nơi đầu của chúng ta, nơi tâm chúng ta đã có sự sai biệt. Mà vừa có sự sai khác thì sẽ có tướng có và tướng không. Chúng ta nhìn thấy có hình sắc thì chúng ta từ cái chỗ không mà chúng ta mới nhận ra hình sắc. Tức là nơi tâm của mình, mặc dù mình chưa chấp nhận đây là hình sắc, nhưng mà nếu như không có cái khoảng không mênh mông này nè thì hình sắc không lộ ra. Nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy một cái nhà đó cất đẹp thì chúng ta chỉ biết là cái nhà nó đẹp thôi à. Chứ nếu như ở đây là cái núi rồi thì có thành cái nhà đẹp được không? Không được. Ở đây nó bích hết rồi thì chúng ta không thể cất cái nhà được. Mà con người chúng ta là luôn luôn thấy giá trị ở nơi cái có, chứ chưa bao giờ chúng ta thấy giá trị ở nơi cái không. Thật ra có những cái khi á, chúng ta ở bên cạnh một người mà người đó hoàn toàn không có làm được cái gì cho mình có lợi đó. Thậm chí làm bất lợi cho mình nữa. Rồi mình sanh buồn chán á. Nó nói sống chung với người này chứ thiệt là cả đời tôi lo cho họ, cả đời tôi chăm sóc cho họ, không có làm được cái gì có lợi cho tôi hết. Chưa bây giờ chúng ta thấy một cái người ngồi không, không có làm chuyện gì, đem lại cái lợi ích gì cho mình, đúng không? Người ta sống chung mình, ít ra là người ta phải cộng tác, phải làm gì cho ra tiền, ra của, làm gì cho lợi ích cho gia đình, làm gì cho có lợi cho chính mình, thì mình thấy người đó bên cạnh mình còn lợi ích. Nhưng mà người đó sống bên cạnh mình hoàn toàn không có làm được cái gì rồi, thì người này là người hoàn toàn bất lợi với chính mình. Thì chúng ta chỉ tìm cái lợi lạc trong cái hiện tướng thôi. Chúng ta không thấy rằng nếu không có người đó bên cạnh là chưa chắc mình làm được cái gì. Điều này mình hoàn toàn không thấy. Giống như bây giờ là chúng ta chỉ nghe cái âm thanh thôi, nhưng mà cái không âm thanh chúng ta không thấy giá trị của nó. Nên cái không này thấy vậy mà nó đem đến chúng ta nghìn trùng giá trị. Ví dụ như khoảng không này, chúng ta muốn cất nhà cũng được, là chúng ta muốn để vật quý cũng được, là muốn làm gì, chúng ta muốn đi đứng, muốn trồng cây trồng cỏ, muốn làm cái gì trong khoảng không này vẫn được. Nhưng mà nếu mà khoảng không này nó bích rồi thì chúng ta không làm gì được nữa. Cái này là có cái có rồi thì chúng ta không có làm gì được nữa. Cho nên tất cả những cái làm được, cái đi đứng, cái sinh hoạt của chúng ta trong đời sống này, chúng ta nhờ hư không mà có đời sống này. Nhờ có cái khoảng không này mà không khí mới lưng lưu, chúng ta mới hít thở được. Nhờ có cái khoảng không này mà ánh sáng mặt trời mới chói gọi tới đây, mới đem cái hơi ấm tới cho chúng ta được. Nhờ có hư không này gió mới thoảng để làm cho chúng ta mát được. Và nhờ có hư không này cho nên mới có được mưa, có được nắng, có được cái sinh sôi nảy nở trong đời sống này. Nhưng chúng ta ít khi nào nhận ra được cái giá trị thật của hư không. Chúng ta làm ruộng là chúng ta đợi phải có mưa để đủ nước cho ruộng. Chúng ta phơi lúa, chúng ta cần rồi nắng. Chúng ta cần những cái hiện tướng. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta cần phơi khô thì nắng trở thành giá trị. Chúng ta cần ướt cái này, mưa trở thành giá trị với mình. Chúng ta phải thấy giá trị ở hai mặt đó, ở bề ngoài thôi. Chưa bao giờ chúng ta thấy. Nếu bây giờ ở đây mà được che chắn hết rồi, nắng mưa không rớt vào tới đây được. Nếu đây là một cái khoảng kính, thì làm sao mà chúng ta phải thấy được giá trị thật ở hai mặt của cuộc đời, thì đời sống chúng ta nó sẽ có nghĩa hơn, có ý nghĩa hơn. Còn nếu như chúng ta quen thấy một chiều, một bên như thế từ trước đến giờ á, mà không thay đổi được cái thấy nhìn này á, thì đời sống chúng ta không còn ý nghĩa nữa. Cho nên cái người biết sống đúng đạo lý á, thì phút giây nào trong cuộc đời họ cũng tràn ngập ý nghĩa là vậy. Và khi mà họ thấy được hai mặt cuộc đời rồi á, thì cái khổ vui nó không thành hình nơi tâm thức người đó được. Đây là một điều rất lạ. Họ thấu suốt cái chuyện khổ vui, họ luôn an lạc trên cái chuyện khó khăn và dễ dãi trong cuộc sống này. Chứ họ không bao giờ bị cái đó làm quấy rối để phiền não khổ đau như người thường. Nhưng mà chúng ta chưa có nhìn được hai mặt vấn đề, chúng ta luôn luôn bị cuốn một bên. Vui thì chúng ta vui theo,
buồn thì chúng ta khổ theo, chứ còn chúng ta không có xảy, không có giải quyết được, không quá tán được, chúng ta không có an lòng, không có bình yên được trong đời sống này. Nên ở đây Đức Phật chỉ dạy cái tướng thứ hai á, cái tướng hư không là do cái sự sai biệt của thế giới. Tức là chúng ta thấy cái có, thế vì chúng ta nhìn thấy có cái này là chúng ta ngầm đã thấy rằng có cái không rồi, cho nên cái có nó mới hiện ra. Chúng ta nghe một âm thanh là đã có cái không rồi, cái âm thanh nó mới hiện ra được. Chứ nếu đã có âm thanh trước rồi là âm thanh sau nó không thể hiện. Cho nên có âm thanh trước rồi nó mất đi, nó mới hiện một khoảng không mới tiếp tục có âm thanh thứ hai. Đây là một chuyện mà chúng ta nghe rất là bình thường, rất là bình thường. Nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng mà bây giờ thử đưa cái đời sống mình một lần như vậy để chúng ta nghe một lượt hai âm thanh thì rất khó. Và người nào mà tập nghe được một lần trong đời mình hai âm thanh, cái giữa có âm thanh và không âm thanh một lần đi, thì quý vị sẽ thấy rằng cái đời sống chúng ta nó khác. Đó là một lần biến chuyển toàn bộ cuộc đời của mình. Một lần mà chúng ta cảm nhận được cái phúc lạc thật sự của đời người. Một lần mà chúng ta thấy được cái giá trị của con người đang sống ở trong trần gian này, giá trị thật là an lạc hạnh phúc như thế nào. Chứ nếu không chúng ta không thông cảm được. Chúng ta nói đạo lý giải thoát, giác ngộ này nọ kia, trên trời, trên mây gì á, thì chúng ta có thể thông cảm. Nhưng mà cái chỗ thực tế này, cái hiện thực luôn luôn xảy ra này mà chúng ta không tiếp nhận được á, thì chúng ta chỉ là cái người vọng cầu hạnh phúc thôi, chỉ là hưởng được cái bóng dáng hạnh phúc thôi, chứ chúng ta không bao giờ thấy được hạnh phúc thật. Cho nên là có nhiều người nói cái cảnh giới Niết Bàn ở trong đạo Phật giống như bó cỏ mà treo trước cái mỏ con ngựa. Con ngựa lôi nguyên chiếc xe nặng bó cỏ luôn luôn treo trước đầu nó chạy, không bao giờ nó chậm tới được. Xin thưa không phải như vậy. Không phải. Cái hạnh phúc của đạo Phật nó luôn làm một cái gì rất hiện thực, do chúng ta tiếp nhận được hay không thôi. Cái đó nó đã có rồi. Có rồi, nhưng mà chúng ta từ chối. Chúng ta từ chối thôi. Bây giờ chúng ta đừng có từ chối cái hiện thực đó nữa, thì nó lộ ra một cái điều hết sức tuyệt vời của mình á. Cái thấy của mình thực sự trong lúc này á, cái nghe mình thực sự trong lúc này là mình đã thấy hai, đã nghe cả hai, chứ không phải chúng ta nghe một đâu. Nhưng mà cái não bộ chúng ta từ xưa giờ chỉ có ghi nhận cái một, chứ không bao giờ chúng ta tiếp xúc được hai. Đây là cái khác. Thế nên từ cái chỗ sai khác kia, nhân cái khác mà lập thành cái đồng. Tức là nhân cái khác đó mà có hư không, nhân thế giới mà có hư không, đó là cái tướng hư không hiện ra. Tức là do đối đãi mà có ra cái hình sắc và cái hư không đó. Và cái nguyên nhân chỉ có tướng chúng sanh là đã có cái đồng, cái khác rồi, thì nhân đây lại lập cái không đồng, không khác. Tức là cái khác là thế giới, cái đồng là hư không, thì lại có một cái nhân vật thứ ba là chúng sanh, lập ra cái không đồng, không khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nói cái không phải đồng, ví dụ như cái chúng ta là không có đồng với cái sai biệt cái khác. Cái không đồng tức là chúng ta không phải là hư không, không khác thì chúng ta không phải là thế giới. Nhưng mà cái không phải thế giới, không phải hư không thì đó là chúng sanh. Thì có chúng sanh nên nó mới nói tới cái không đồng và không khác. Không đồng không phải hư không, không phải thế giới thì có một cái nữa là chúng sanh. Cho nên trong cái vũ trụ này có hư không, có thế giới và có chúng sanh được hình thành, được hình thành. Thì thế giới là cái khác, cái sai biệt, cái hư không là cái đồng và chúng sanh là cái không đồng không khác. Là ba cái ban đầu mà Đức Phật muốn nói cái nguyên nhân để sinh ra sơn hà đại địa là từ nơi tâm thức con người ta bắt đầu sanh ra sự sai biệt, manh nha sai biệt. Thì từ cái manh nha sai biệt đó cho nên có cái đồng. Tự manh nha sai biệt đó là sanh ra cái tướng thế giới. Và nhân cái tướng thế giới sai khác đó mà có cái đồng là cái hư không. Thì nhân có cái tướng thế giới và có tướng hư không mới sanh ra cái tướng không đồng không khác là tướng chúng sanh. Và chúng sanh bắt đầu được sanh ra trong cái này. Thì Đức Phật đã giải ba cái phần ban đầu để hình thành sơn hà đại địa, hình thành thế giới. Thì đây Đức Phật lại nói tiếp á, từ cái rối loạn như thế, đối đãi lẫn nhau mà sinh lao lự càng lâu thì phát sinh ra trần tướng, tự làm vẫn đục lẫn nhau, do đó mà đưa đến trần lao phiền não. Tức là do tâm chúng ta bắt đầu rối loạn. Đức Phật giải thích rất rõ từ cái câu ban đầu á, tại sao từ cái bản nguyên thanh tịnh mà sinh ra sơn hà đại địa. Đó là nguyên nhân gì mà sanh ra. Thì ngài Phú Lô Na hồi trước đã hỏi cái câu này. Thì đây Đức Phật đã giải thích ra ba cái chuyện từ cái thế giới, từ cái hư không và chúng sanh này.
Tức là bây giờ nếu mà ở có chỗ diệu minh thanh tịnh kia một cách tuyệt đối á, thì không có chuyện gì để bàn nữa. Nhưng mà bắt đầu manh nha sanh ra có cái sai biệt, bắt đầu hình thành thế giới. Rồi khi mà sai biệt đã có ra rồi thì sẽ có cái chung đồng là hư không. Thì cái chung đồng và cái sai biệt nó có nhau mới bắt đầu sanh ra chúng sanh. Và những cái này nó bắt đầu nó giao xen với nhau trong tâm thức của mình, nó mới sanh ra cái lao lự phiền não và nó tiếp tục giao xen. Và chúng ta luôn luôn giao xen như vậy trong đầu của mình, chứ lúc nào chưa lúc nào chúng ta tạm dừng cả. Vì vậy mà mới sanh ra cái sự vẩn đục. Tức là chúng ta có sự sai biệt, sự sai biệt rồi sự giao xen qua lại chinh chạm với nhau rồi sẽ sanh ra là buồn, là thương, là giận, là ghét nhau, đủ thứ điều trong cuộc sống này. Nó tạo cái dẫn đục, tạo phiền não, tạo khổ đau cho nhau trong đời sống này, mới sanh ra thế giới chúng sanh, phiền não đủ thứ chuyện. Đó thì vậy là từ cái chỗ mênh mông thanh tịnh đó mà không giữ nguyên, tức là không đủ giữ được cái minh diệu của mình. Cái sáng suốt nhiệm màu á, của mình á, nó vốn đã đủ rồi, nhưng mà chúng ta không có ở nguyên cái chỗ sáng suốt nhiệm màu đó, chúng ta không giữ cái diệu này, chúng ta không liên tục, không thường hằng, không yên ổn ở trong đó, mà tự động sanh cái giao xen. Tức là chúng ta không giữ được cái minh này, không thành cái minh diệu nữa. Cái minh này nó không diệu, mà cái minh này nó trở thành cái giác, cái trần nó rớt xuống vào tầng thấp, chứ nó không ở có chỗ diệu đó nữa. Chúng ta không giữ được cái diệu thường hằng của cái minh, cho nên tâm bắt đầu sanh sai biệt. Mà tâm bắt đầu sanh sai biệt rồi thì xuống thế giới, xuống dưới cái tầng hư không, xuống tới cái tầng chúng sanh, bắt đầu có đủ mọi cái sau này. Thì Đức Phật nói là cái gì mà nổi lên á, liền thành thế giới, mà lặng xuống á, thành hư không. Tức là những cái mà có hình tướng á, là thế giới này, những cái mà không hình tướng á, là hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Tức là thế giới thì muôn tướng sai biệt, hư không là một cái nguyên như vậy, không có khác gì. Tức là chúng ta thấy cái rỗng, đi đâu chúng ta cũng thấy cái rỗng. Cái rỗng 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 suốt như vậy, cái đó là hư không, nó không có sai biệt. Còn thấy tướng này nó khác tướng kia, cái này nó lớn hơn, cái kia nó nhỏ hơn, cái này đẹp hơn, cái kia xấu hơn, cái nào màu xanh, cái kia màu đỏ, đó là tướng của thế giới. Chứ Đức Phật giải thích rất rõ ràng. Thì cái gì nó nổi lên mà mắt chúng ta thấy được, tai chúng ta nghe được, chứ lục căn chúng ta nhận biết được cái sự sai biệt, thì đó là tướng sai biệt của thế giới. Chúng ta nên hiểu cái gì đó là tướng thế giới. Còn cái gì mà nó chung đồng, nó không có sai biệt với nhau, đi đâu bây giờ chúng ta ở trong Nam, ở ngoài Bắc, hoặc đi nước này nước kia, chúng ta chỉ thấy là cái rỗng thôi, thì cái rỗng đó chính là hư không. Tức là cái chìm lặng, nó không có hiện tướng, đó là hư không. Đức Phật giải thích như vậy. Rồi cái không đồng không khác kia là pháp hữu vi. Tức là cái mà nó không phải là đồng như hư không, nó không phải là sai biệt giống như hình sắc của thế giới, thì đó, tất cả những cái đó gọi là cái pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì sanh diệt. Đức Phật giải thích cái chuyện sanh diệt ở trong tam giới này là như vậy. Thì bây giờ Đức Phật lại nói tiếp là cái giác thì sáng suốt, hư không thì mờ tối, đối đãi ra thành dao động, nên có phong luân nắm giữ thế giới. Tức là chúng ta rớt xuống một cái tầng thấp hơn cái diệu minh á, tức là cái minh giác của mình. Thì cái minh giác này, chúng ta không còn ở trên cái diệu nữa, mà chúng ta ở tới cái giác, cái tầng giác của cái minh á, là nó có cái sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó so với cái mờ tối nó khác nhau. Tức là hư không này là hoàn toàn tối. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là chúng ta vô một cái nhà mà được xây bích bùng hết rồi, tắt đèn hết và không có nắng mặt trời, thì cái nhà đó sẽ tối. Và tối đó chính là hư không. Hư không mờ tối như vậy. Tại cái lúc mà không có mặt trời, mặt trăng, không có đèn, thì lúc đó nó hiện nguyên tướng của hư không là tối. Chứ hư không này không phải là sáng. Thì như vậy là cái chỗ mờ tối kia chính là hư không. Cái chỗ sáng, cái giác thì sáng, tức là ở nơi mình bây giờ mình nhìn ra đó là mình thấy được tứ hư không. Hư không có hai cái mờ tối, một cái tối là so với cái sáng nha. Một cái tối thứ hai của hư không là hư không không phải là cái nhận biết
Dùng từ mờ tối của Đức Phật đây nó có hai cái. Cái thứ nhất là nó không có sáng rồi, không sáng theo cái nghĩa sáng tối của mình, theo nghĩa ngày đêm của mình. Nhưng mà cái nghĩa mờ tối thứ hai của hư không là hư không không phải là cái nhận biết. Và cái nhận biết là cái của mình, của người, của chúng sanh. Cho nên đó, là chúng ta nhìn thấy hư không là lúc đó là đã có cái biết và có cái không biết hiện ra. Cái không biết, cái khoảng không này là cái không biết so với cái mình đang biết, tức là đang có hai. Không? Chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhận biết liền liền có hai, lúc nào cũng vậy. Cho nên chúng ta từ đây về sau thay đổi quan niệm thấy nhìn một chút. Tập cho chúng ta quen, không? Chúng ta tập làm sao mà để quen là chúng ta nghe là nghe hai cái, thấy là thấy hai cái rõ ràng, biết là biết hai cái một lượt, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đầu chúng ta nó sẽ khác và trí tuệ chúng ta nó sẽ khai thông. Còn nếu không á là chúng ta luôn luôn mù mịt. Chúng ta dụng công cỡ nào đi nữa mà buông ra chúng ta vẫn còn thấy có một cái là cái như trí tuệ không phát triển, không khai thông được. Đó, cho nên là ở đây á, nếu vừa nhìn thấy hư không là biết rằng nó là có cái đang biết hư không đó. Tức là có cái hư không và có cái biết của mình, tức là có cái đối đãi. Chúng ta nhìn thấy hình sắc thì có cái khoảng không và hình sắc và có luôn cả cái biết hư không và hình sắc ngay tại đó. Chúng ta luôn luôn có cái điều này. Không bao giờ chúng ta vắng mất cái điều này cả, nhưng mà mình không có khéo nhận ra cái đó thôi. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái sáng suốt là cái riêng của chúng ta. Còn hư không là mờ tối. Mờ tối có hai nghĩa, như nãy giờ mình nói là cái đen tối, cái tối mà không có, chúng ta tắt đèn, không có mặt trời mặt trăng thì chúng ta không thấy được cái vật gì bên ngoài, thì đó là cái hư không hiện cái tướng mờ tối nó ra. Và cái thứ hai nữa là tướng hư không không phải, cái mờ tối là không có nhận biết. Hư không có hai cái mờ tối đó chúng ta phải biết. Một cái về mặt mà đen trắng thì hư không là đen là mờ. Còn cái về mặt mà về tâm linh á thì hư không không phải là cái nhận biết. Hư không không có nhận biết. Thì cho có cái biết và cái mờ tối này mà nó dao động, nó dao động. Bây giờ á, chúng ta có cái biết để chúng ta nhìn mọi việc bên ngoài á. Có cái biết để chúng ta nhìn cái cảnh duyên bên ngoài. Có cái biết để chúng ta nghe được âm thanh. Chúng ta biết được mọi điều. Thì cái biết này nè, và cái không, cái đang bị chúng ta biết á, tức là có ngã và có nhân, thì liền thành sự dao động. Mà cái dao động đó, đó nó tạo thành phong luân, tức là tạo thành một cái luồng gió. Ở đây Đức Phật rất khoa học, nói một điều mình nghe nó bình thường, nhưng mà tới giờ phút này khoa học vẫn chưa đủ sức để có thể chứng minh một điều mà Đức Phật đã nói cách đây hơn 2000 năm rồi. Tức là do cái biết của mình và cái mờ tối của hư không thôi, chưa nói tới cái chuyện khác nha, nó đã tạo thành phong luân cho vũ trụ này. Khoa học chưa đủ cái đầu để chứng minh tới điều này, phải nói như vậy. Không biết tới mấy trăm năm sau khoa học đủ sức chứng minh chưa. Hiện tại nơi chúng ta đây, nếu một ngày nào đó khoa học phát triển được á, thì họ sẽ thấy được một cái điều là Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Chúng ta vừa có một cái chút manh nha móng khởi nơi đầu mình thôi, thì nó tạo thành nhiều cái chứ không phải tạo thành phong lưng như Đức Phật nói đâu. Thứ nhất là nó tạo thành một cái luồng sóng dao động nơi tâm thức chúng ta. Mà luồng sóng dao động này nó tạo thành một cái trường năng lượng xuất phát từ đầu mình. Nó tạo thành một cái loại ánh sáng tốt xấu theo từng loại ý niệm của chúng ta. Và ánh sáng tốt xấu nó đi ra cái không gian này để nó tạo thành một cái dòng sóng. Và nhiều dòng sóng đó nó tạo thành một cái loại gió gọi là phong luân dao động trong vũ trụ này. Nhưng mà bây giờ khoa học chưa đủ cái đầu để chứng minh được điều này. Mà Đức Phật với trí tuệ giác ngộ của mình, Đức Phật đã thấy điều này cách đây mấy ngàn năm rồi. Chúng ta vừa có một ý niệm tốt, vừa có một cái manh nha móng khởi trong đầu là chúng ta đã bị động. Cái thế giới, cái tiểu thế giới chúng ta bắt đầu dao động để hình thành một cái gì đó, chứ không phải là nó yên. Nhưng mà tiểu thế giới này dao động thì đại thế giới bên ngoài cũng dao động theo. Cho nên Đức Phật chỉ nói là mình vừa nhận biết được hư không thôi là nó tạo hai cái này, nó giao xen nhau tạo thành phong luân rồi. Chỉ vì có gió trong không gian này là do tất cả chúng ta động tâm. Nếu mà tâm chúng ta không động là thế giới này bật không có bao giờ có phong luân, tức là không bao giờ có gió.
Nhưng mà chúng ta đã động lâu quá rồi, nó tạo thành gió đó rồi, bây giờ nó không tạm dừng trong cái vũ trụ nhân sinh này. Do đó mà lúc nào mà cái đầu chúng ta có một chút manh nha, tức là lúc đó chúng ta có động, mà cái đầu chúng ta động là cả thế giới này động. Và động theo từng loại tâm thức, nó sẽ kết nối với cái từng loại cái từ trường, nó tạo thành một cái dòng sống trong cái vùng mà chúng ta đang ở. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, mà tất cả chúng ta đều đang nghĩ thiện, nghĩ một điều thiện thôi, nghĩ một điều tốt thôi, không có cần nhiều. Một người chỉ đóng góp cho chúng tôi một ý niệm thiện ngay tại đây liền, thì á, mắt chúng ta không thấy được, nhưng mà chư thiên cõi trời đã thấy chỗ này sáng rực lên liền. Trong một thoáng mà tất cả chúng ta ngồi đây đều để nghĩ thiện, thì cái vùng trời chúng ta hiện đây bắt đầu nó sáng lên liền, tạo thành một cái luồng sáng phát động ngay đây. Và luồng sáng này bắt đầu tiếp tục dao động trong không gian để nó tạo thành phong luân thực sự, để đóng góp vào cái vũ trụ này một cái từ trường lực thiện tâm, và phát ra một cái loại ánh sáng tốt. Nhưng nếu ngồi đây mà tất cả chúng ta đều nghĩ ác, thì ở đây nó tạo thành một cái vùng khí xấu, hiện ra một cái màu nâu xấu tại đây liền. Và cái vòng đó nó sẽ tạo thành một cái dòng xoắn đi vào vũ trụ này, để nó kết nối với hàng hà sa số dòng xoắn khác ở vũ trụ này, nó làm loạn hết cả thế giới này lên do những ý niệm xấu đó. Cho nên chỉ cần chúng ta động chút là cả thế giới này động. Đó là một điều mà chúng ta phải thấy. Nhưng Đức Phật ở đây nói một câu chúng ta nghe hết sức là bình thường, tức là Đức Phật nói là do cái giác sáng suốt của mình và hư không và mù tối, thì hai cái này nó sanh ra cho nên tạo thành phong luân nắm giữ cái thế giới này. Chúng ta nghe nói bình thường không? Nhưng mà pha học cho tới mấy ngàn năm nữa thì chúng ta không biết sẽ chứng minh được hết những cái điều này. Chúng ta không biết là tới bao lâu nữa, nhưng mà chúng ta biết là khả năng sẽ chứng minh được. Thứ nhất là cái luồng sáng phát sinh từ não bộ chúng ta. Khi một cái manh nha xảy ra nơi tâm thức chúng ta, nó sẽ tạo thành một cái luồng ánh sáng và kèm theo cái khí. Vì có cái không khí, có cái động nơi tâm chúng ta nó tạo thành khí, thì cái luồng ánh sáng đó nó theo đó mà phát sinh. Nó tạo thành một cái trường năng lượng, tạo thành một cái dòng sống phát xuất từ não bộ chúng ta. Tùy theo ý niệm thiện ác mà cái dòng sống đó nó phát thành màu khác nhau, và nó làm lưng cạn cái nhiệt lực trong cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ nhiều thì người đó bị lạnh. Nếu ở đầu chúng ta mà luôn luôn suy nghĩ không tạm dừng thì người đó không phải không chịu lạnh giỏi được. Thật ra có những cái vị mà tu hành tốt, họ ở trên núi tuyết mà họ không bị lạnh, lý do là tâm họ không bao giờ bị phóng ra những cái năng lượng nhiều. Họ luôn luôn giữ được độ ấm ở nơi nội tâm của mình, nơi nội thân, nội lực của mình luôn luôn giữ ấm, nên cái lạnh bên ngoài không tác động được. Vì vậy mà để ý những người nào mà ngồi tu tập giữa cái mùa đông này mà không đủ sức để đổ mồ hôi thì biết rằng người đó tâm luôn luôn dao động. Nếu mà không cần phải ngồi kiết già đâu, không cần phải ngồi kiết già đâu, trong cái mùa đông giá rét này họ chỉ cần ngồi một chút họ nghe họ ấm lên liền. Chỉ cần lắng tâm thực sự, không cho tâm thức mình phóng ra ngoài để không tiêu hao năng lượng ở chính mình, thì tự nội lực tăng lên mình ấm liền. Còn người nào mà không làm được như vậy là mùa đông là phải mặc nhiều áo mới đủ. Là do tâm chúng ta đã phóng thích quá nhiều. Cho nên là mỗi khi chúng ta dao động á, thì chúng ta bị mất một phần năng lượng của mình. Và cái năng lượng nếu mà tốt thì sẽ tạo thành công đức trong đời sống này cho chúng ta. Năng lượng đó là xấu, nó sẽ phá vỡ cái công đức của chính mình, cho nên mình bị tổn phước hay là nhiều phước. Ở đây mới nói là cái giá trị tu tập của những người có mặt trong trần gian này. Chứ những vị tu sĩ ẩn cư trong rừng sâu mà người ta vẫn hướng về để lễ lại cúng dường, ngồi không muốn làm gì hết, nhưng mà quá thừa phước đi, quá thừa phước đi. Còn chúng ta tỏ vẻ mình tu hành ghê gớm, hôm nay là sáng thời sám hối, trưa thời sám hối, chiều thời sám hối, rồi chúng ta lại Phật tụng kinh đủ điều, nhưng mà buông ra là đầu chúng ta nghĩ cái gì? Buông ra là coi cái đầu. Chưa, không phải nói tới cái chuyện buông ra, mà ngay khi chúng ta ngồi thiền, ngay khi chúng ta tụng kinh là cái đầu chúng ta nghĩ tốt hay nghĩ xấu. Từ cái lúc đó nó cũng đã phá phước mình rồi. Còn những vị tu hành trong rừng sâu, họ tu tinh tấn là một ý niệm xấu ác không bao giờ manh nha trong đầu của họ nữa. Không có. Nơi tâm của họ kiếm một chút xấu không có. Cho nên là từng sát na một sanh công đức, từng sát na một phóng hằng hà sa số cái từ trường lực tốt cho cái vũ trụ này.
Và nếu như một người mà luôn luôn phát khởi nghĩ thiện á, thì cái vùng họ ở nó sẽ trong sáng ra, cái nhà họ ở sẽ có cái khí sáng rõ ràng lắm. Chúng ta để ý người nào mà tu tập tốt thật sự, tâm thanh tịnh thật sự, bước vô nhà họ mình thấy khác. Chùa nào mà có một người tu tâm thanh tịnh thật sự, chúng ta bước vô thấy cái chùa đó nó khác, khác lắm luôn. Mặc dù là cái chùa đó có lễ lại nhiều hàng ngàn người đi nữa, nhưng mà thực sự tâm không thanh tịnh không bằng một người ở trong chùa có tâm thanh tịnh, làm sáng hết luôn cả cái khí của một vùng đó. Đây là điều mà chúng ta phải biết về cái năng lực tâm của chính mình. Mình thấy là một cái móng khởi có một chút xíu nó không có gì hết, nhưng mà động cả thế giới này lận. Chứ không phải là động chút xíu đâu, không phải động nơi mình. Do đó mà chúng ta thấy cái động này nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Ví dụ như bây giờ cái cảnh giới của chùa nha. Nếu cái chùa này là ngày hôm nay là cái ngày mà thực sự có một cái buổi học và có cái buổi tu tập ở đây. Và tất cả những người đây tới đây đều hướng tới cái điều thiện, đều hướng tới điều lành hết. Thì cái vùng này bây giờ nó sáng dữ lắm, mà mắt phàm chúng ta không thấy được. Cho nên tại sao mà mỗi một cái động tâm của chúng ta là chúng ta sanh công đức. Vì không phải ở cái cõi giới chúng ta biết khi chúng ta khởi một cái niệm thiện, ý niệm ác. Trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là chúng sanh còn có nghĩ thiện, nghĩ ác, chửi Phật, mắng Phật, nói Phật là tốt, nói Phật xấu gì gì, Đức Phật biết hết. Nhưng mà thực sự không phải Đức Phật biết rồi. Các vị Bồ Tát biết, các vị Thanh Văn A-La-Hán biết, các vị Chư Thiên biết, các vị phi thiên cũng biết, và cõi âm cũng biết luôn. Chỉ có cái cõi mình là bị vướng vào cái vật chất, cho nên mình thấy cái gì nó lộ ra bên ngoài mình mới thấy. Còn cái cõi mà họ không ăn uống cái vật chất như mình, thì những cái manh nha móng khởi trong tâm là từng chút một là người ta biết rồi. Không có giấu được ai hết, mình giấu được với cái người phàm thôi. Thậm chí cái người cõi âm mình giấu không được, mình nghĩ tốt, nghĩ xấu người cõi âm biết hết. Cho nên tại sao có những người tu tập mà không giữ được tâm mình một thời gian bị bệnh hoạn, bị tổn phước, bị quở phạt, có xảy ra. Mà nhà thấu bề ngoài họ sám hối, họ tụng kinh đàng hoàng lắm, nhưng mà thời gian mình thấy họ bị sụp đổ, bị hư đốn cái gì đó. Cái hình tướng thì tu tập mà tâm là không tu. Cho nên là thấy chúng ta tụng kinh, chúng ta tọa thiền lum, nhưng mà không có một chút công đức nào. Là do tâm của chúng ta chưa có thuần hóa được những ý niệm ác của mình, không có giữ mình ở cái chỗ chân thiện toàn thiện được, nên phước đức không sanh khởi. Đó, vì vậy mà chúng ta phải thấy được cái năng lực của cái ý niệm của chúng ta. Không đơn giản là nó phát khởi, là nó phát khởi là chỉ mình bị phiền não, mình bị khổ đau, mình không có chuyện đó. Khi mà mình vừa nghĩ một cái niệm ác muốn hại người, thì cái dùng khí xấu nó xông lên, bốc lên đầu chúng ta liền. Chúng ta sẽ phát ra một cái loại khí nâu sẫm. Mà không phải phát ra đầu chúng ta đâu, toàn bộ cái gọi là cái thể phách chúng ta theo cái trường sinh học á, là cái thể phách chúng ta nó xoay thành một cái dòng ngục ngục khói đen khắp thân chúng ta liền trong lúc đó. Và nó không phải nó xoay, nó bao quanh thân mà bắt đầu nó lan tỏa ra bên ngoài, khiến cho thế giới này thêm một phần đen tối do ý niệm ác của mình, thì mình đóng góp một phần đen tối. Không phải đơn giản. Thật ra mọi người mà khi mà giữ tâm được mà bình thường á, họ giữ tâm trong sáng được bình thường á, thì người đó lại ít bệnh tật. Vì cái tâm trong sáng đó nó sẽ làm cho toàn bộ cái não bộ, toàn bộ tế bào và hầu huyết cầu của toàn thân chúng ta được nhúm sáng bởi ánh sáng thân thiện đó, nó được lành mạnh lên. Nhưng mà chúng ta không bao giờ để yên mình. Mình vừa là lên tới cõi trời thì mình vừa nghĩ tới cái chuyện địa ngục. Cái cơ thể chúng ta không theo kịp. Cơ thể chúng ta không theo kịp điều này. Cái sự biến thái thay đổi của tâm thức á, nó làm chúng ta dao động quá mạnh đi, khiến cho cái não bộ chúng ta bị dao động mạnh quá, nó yếu đuối từ từ. Và não bộ dao động yếu đuối thì nó sẽ tạo thành một cái sự rung động để kết nối những tế bào bị dao động quá mạnh, nó không điều chỉnh được. Không điều chỉnh được, cho nên chúng ta thành bệnh tật nhiều. Những bệnh rất lạ là do những ý niệm xảy ra bây giờ đối với tâm chúng ta. Chúng ta tự nghiệm đi, nó không có giữ một cái chừng mực, nó không bình lặng. Ví dụ như bây giờ nghĩ thiện thì từ thiện ít cho tới thiện nhiều theo cái chừng mực, hoặc là nghĩ thiện hoài theo một cái chừng nào đó thôi, nó đừng có dao động thêm á, thì cơ thể chúng ta hết sức yên và sức khỏe chúng ta sẽ tốt, tăng lên từ từ. Nhưng mà chúng ta mới nghĩ thiện có chừng 5 phút là chúng ta nghĩ ác 5 phút, nghĩ thiện 5 phút, nghĩ ác 5 phút là chúng ta vừa lên trời, vừa xuống địa ngục, vừa lên trời, xuống địa ngục kiểu này nữa. Cơ thể chúng ta không theo kịp nữa.
những cái năng lượng, những cái dòng xoáng nó sẽ làm cho tế bào chúng ta dao động một cách bất thường, tiêu tán năng lượng liên tục như vậy trong ngày thì sức khỏe chúng ta bị hao kiệt. Thời này cái tuổi thọ chúng ta không bền là một phần á, do não bộ chúng ta dao động bất thường quá. Một phần thứ hai do cái ăn uống bất thường, cái sinh hoạt bất thường vân vân, xảy ra nhiều chuyện bất thường quá. Thân chúng ta không giữ yên được, đầu chúng ta không giữ yên cho cái thân. Và trong một số mà những cái cùng băng giảng khác, chúng tôi nói về từng cái loại ý niệm mà nó trực tiếp ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng. Ví dụ như cái buồn ảnh hưởng bao tử, cái vui ảnh hưởng tới tim, rồi cái lo ảnh hưởng tới phổi, cái sợ hãi ảnh hưởng tới thận vân vân. Tất cả những cái ý niệm đó, tức là nội tạng là tốt thì những ý niệm này không phát sanh, mà những ý niệm này không phát sanh thì không phá ngược nội tạng. Cho nên nội tạng chúng ta khỏe thì cơ thể chúng ta khỏe. Vì vậy mà đối với cái người tu tập thực sự là phải giữ yên được mình, giữ yên được mình trong cuộc sống này. Mà muốn giữ yên được mình thì đừng cho tâm chúng ta chao đảo lớn, phải giữ được một cái chừng mực nào đó nơi tâm thức của chúng ta trong đời sống. Chứ đừng có để như thế này, nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta học đạo mà tốt thì tự nhiên chúng ta sẽ chuyển hóa đời sống chúng ta tốt. Chúng ta là học đạo không tốt, cái đời sống chúng ta bị chuyển hóa theo một cái chiều dao động bất an hoài cả đời của mình. Đi chùa nhiều nhưng mà đời sống vẫn luôn bất an. Học Phật nhiều mà đời sống vẫn bất an. Chúng ta không thấy được cái giá trị sinh khởi nơi tâm thức chúng ta, nó tạo thành tốt, thành xấu cho chính bản thân mình và cho vũ trụ này. Ví dụ như bây giờ chúng ta khởi một ý niệm là thương chúng sanh trong cõi giới này thôi. Hiện tại bây giờ chúng ta đang khởi, tất cả chúng ta ngồi đây đang khởi ý niệm này một cái là bắt đầu sóng não phát động. Sóng não chúng ta phát động nó tạo thành một loại từ trường trước, và cái người cảm nhận nhanh nhất là dòng nước trong cơ thể chúng ta bắt đầu cảm nhận. Thì tất cả những phân tử nước do tình thương này mà bắt đầu nó được đẹp ra. Và nước trong cơ thể chúng ta là gì? Nước mồ hôi và máu. Cho nên những cái hồng huyết cầu chúng ta lúc này nó sẽ đẹp do ý niệm thương này. Thì tất cả những hồng huyết cầu chúng ta đẹp thì nó sẽ làm cho tế bào sẽ theo đó mà đẹp, mà lành mạnh ra. Nếu mà chúng ta nghĩ ý niệm thù hằn thì sẽ làm méo hồng huyết cầu, méo méo toàn bộ trong một cái khoảng này đó. Tức là cái khoảng mà tất cả những cái tế bào, tất cả những cái hồng huyết cầu chúng ta, chúng ta đừng nghĩ là khi mà chụp cái thân chúng ta, nếu mà pha hậu nó phát triển, chụp thân chúng ta thấy có một cái dòng khí chung quanh chúng ta tùy theo niệm thiện án rồi. Nhưng mà không phải là đó là một cái dòng khí tổng thể thôi, chứ còn từng tế bào, từng hồng huyết cầu nó đều có một cái dòng ánh sáng đó. Cái dòng ánh sáng đó do cái ý niệm thiện ác mà làm bóp méo cái dòng ánh sáng này. Cho nên vừa khởi ý niệm ác á, là dòng ánh sáng bao quanh cái hồng huyết cầu chúng ta bị méo đi. Bị méo đi, ảnh hưởng xấu tới hồng huyết cầu, tức là ảnh hưởng xấu tới máu huyết của mình. Và ảnh hưởng xấu tới cái dòng hào quang bao bọc tế bào, tức là ảnh hưởng xấu tới từng tế bào trong cơ thể chúng ta, khiến cho chúng ta bị đổ bệnh. Nếu nằm bệnh mà còn mang cái tâm trạng buồn, còn mang cái phiền hận là không bao giờ trị hết bệnh được. Qua đà tái thế, sống lại cũng không trị được. Cho nên người nào mà bệnh á, mà sống đời sống lạc quan, đầy tình thương yêu và đầy lòng tri ân, thì người đó sẽ hết bệnh rất nhanh. Tại được cải hóa từng ý niệm một, được cải hóa trong cái từng tế bào chúng ta được cải hóa do ý niệm thương yêu và lòng tri ân của chính mình. Còn người nào mà không có cái sự tri ân trong đời này và không có lòng thương yêu thực sự đối với cuộc sống này thì người đó bệnh trị lâu lành lắm. Trị lâu lành. Nên cái gì nó cũng phải kết nối của thân tâm là một. Thân tâm được kết nối một cách rất chặt chẽ thì đời sống chúng ta rất là tốt. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói là do cái thấy của mình và do cái mù mịt của hư không, hai cái này nó sanh ra thì tự động nó sẽ tạo thành phong luân, tạo thành phong luân. Đây là một cái đề tài rất lớn để cho các cái vị, các nhà khoa học trên thế giới, nếu mà bắt đầu muốn bước vào cái cửa ngõ của tôn giáo thì các vị phải đi bằng con đường này mới có thể thông cảm được với Phật giáo. Còn nếu không, muôn đời khoa học không thể hiểu nổi đạo Phật là gì hết. Trí tuệ của đạo Phật siêu việt đến mức độ thấy được cái chỗ mà tinh tế cho tới giờ này là khoa học phát triển đến cái mức độ có viễn vọng kiến, có đầy đủ vệ tinh để thấy được cái chuyện sinh hoạt của toàn cầu.
nhưng mà chưa thấy được cái chuyện sinh hoạt của não bộ. Chưa thấy được cái chuyện sinh hoạt não bộ thì làm sao thấy được cái tâm để điều hành não bộ? Không thấy nổi đâu. Cái tâm để điều hành đó nó bên mông mà máy móc tới giờ phút này chưa có ai có đủ sức để có thể đo. Cho tới giờ phút này là khoa học phát triển họ đo được cái dao động của sống thức mình rồi. Nhưng mà cái mức độ mà để biết được cái dao động đó là nghĩ cái gì thì khoa học chưa làm ra. Mà Đức Phật từ xưa nói là anh nghĩ cái gì là tôi đã biết cái đó. Tức là cái dao động chỉ còn một chút xíu nơi tâm mình thôi là Đức Phật đã thấy biết khắp hết. Không có chúng sanh nào mà nghĩ cái gì Đức Phật không biết. Như giờ này khoa học vẫn chưa đủ sức là lấy cái máy móc gì nó đo trên đầu người ta để coi người ta nghĩ gì để khoa học biết ra là chưa đủ sức này. Tức là phải làm sao phải chế được mấy cái loại máy mà nó hạ xuống ít lắm rồi cũng phải 40 độ hết, 50 độ hết, 60 độ hết trở xuống, âm 50-60 độ hết trở xuống á, thì mới hy vọng là đo được não bộ dao động của con người. Chứ không phải là khó lắm. Thật ra là ở đây Đức Phật nói là một móng niệm mình thôi, tức là do cái sanh khởi, cái biết hư không thôi. Chỉ là chúng ta biết có hình sắc và biết cái sự sai biệt ở trong pháp giới này là nó tạo thành cái phong luân để bao bọc thế giới này rồi. Vậy thì bây giờ ở cái vùng nào quý vị để ý nha. Nói này chúng ta mới nói rộng ra thế giới một tí này. Cái vùng nào mà bị bão tố nhiều? Nhìn nói hơi bến lòng nhưng mà chúng ta nghiệm đi. Cái vùng nào người tu tập nhiều thì chúng ta sẽ thấy ít bão tố hơn là cái vùng ít người tu tập. Cái đất nước nào mà cái người xấu ác nhiều, chúng ta thấy thiên tai bão lũ xảy ra như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta kiếm được mà cái gọi là cái gì, gió mà lốc để mà bung bay hết cái nhà như thế này không? Không có không? Nhưng mà có những nước quý vị coi đài, coi báo quý vị thấy á, gió lốc nó bay nguyên một chiếc xe hàng mấy trăm mét mới rớt xuống, nguyên cái nhà nó tróc nóc bay hết. Việt Nam chúng ta chưa kiếm ra. Vì điều đó cũng tin tưởng rằng cái dân Việt Nam chúng ta tu hơi bị khá. Nó chưa có chuyện đó. Thì cái tâm người ta cuồng loạn như thế nào thì sẽ tạo thành một cái loại gió khủng khiếp. Mà gió lốc rồi quý vị thấy là một cuồng khói đen ngùn ngụt xảy ra, tạo thành một dòng xoắn để hút tất cả mọi cái đi theo nữa. Nó đi đâu là cả nhân hút cuốn theo hết. Đó là sự kết nối của những chúng sanh ở cái vùng trời đó. Họ nó phát ra những cái làn sóng nó nhiều quá. Những ý niệm giết chóc hơn thua làm khổ đau người khác, họ luôn tính toán tới cái chuyện đó. Miễn làm sao họ được sướng thôi, ai khổ mặc ai. Và luôn luôn tính tới cái chuyện là phải thế này thế nọ, để cho tất cả mọi người đều phải chết chóc, đều phải lệ thuộc là nô lệ của họ vân vân. Những cái người có cái đầu óc đó phát sanh nhiều ở cái vùng đó quá thì vùng đó chắc chắn trước sau cũng sanh gió lốc, chứ không phải gió bình thường nữa. Những cái nguồn khói đen đó sẽ ập tới đó rất là nhiều. Do đó mà chúng ta muốn gìn một người, mà muốn gìn giữ cái thế giới yên bình thì phải gìn giữ được cái tâm chúng ta yên bình. Có một câu rất hay là tâm bình thế giới bình, nó đúng chứ không phải là sai. Muốn thế giới này bình phải giữ tâm thiên hạ bình rồi, chứ đừng có tính cái chuyện khác. Làm bất kỳ cái chuyện gì cũng là chuyện bên ngoài hết, không thể nào cho thế giới này bình được. Cho nên những nhà chính trị lớn trên thế giới cứ lo làm chuyện này, lo làm chuyện kia là chuyện bên ngoài. Thực sự nếu những nhà chức trách mà đã ra lệnh cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc của mình giữ yên tâm đi thì cả thế giới này bình lặng liền, khỏi cần phải làm thêm cái gì tốn tiền tốn bạc. Không cần những vũ khí để mà bảo vệ này nọ này kia, không cần tất cả những cái phòng thủ quân sự. Nếu như tất cả những vị lãnh đạo đã khuyên đất nước mình, khuyên quốc gia, khuyên dân tộc mình giữ bình tâm đi, không cần tốn kém quân sự nữa, mà cả thế giới này bình. Đó là một sự thật mà người ta không chịu làm, nó làm bên ngoài. Nhưng mà thật sự là có người ta vì cái nguồn lợi khác, miệng á thì nói bà bình, nếu bên sau á thì tạo vũ khí để giết người. Cho nên thế giới này hoàn toàn không thể bình được. Cho nên nếu muốn bình thì quá đơn giản thôi. Cái nhìn đạo Phật làm cho tâm chúng ta bình thì cái sự dao động sẽ không còn xảy ra nữa, sự hơn thua sẽ không còn xảy ra nữa. Tất cả chúng sanh đều thương nhau hết, lấy gì mà giết chóc xảy ra chiến tranh. Nhưng mà chúng ta không có làm cái điều đúng này, luôn luôn đi ở đâu đó, tìm cái gì ở bên ngoài, luôn chạy đua cái gì đó, chứ không phải là chạy đi tìm hòa bình thực sự cho nhân loại, khiến cho nhân loại phải bị đau khổ liên tục thôi. Đó thật ra là từ những cái chỗ này mà chúng ta nhìn ra cái xã hội
nhìn ra cái nhân loại chúng sanh của chúng ta đang cần cái gì. Và chúng ta đang cần cái gì ngay tại đây. Chúng ta nhìn lại coi, chúng ta đang đi tu, chúng ta đang tu tập là chúng ta đang muốn cái gì. Đang muốn cái gì, chúng ta đang cần cái gì. Và chúng ta đang làm cái gì cho cái mong muốn hiện tại của chính mình. Và chúng ta làm được cái gì rồi. Để xây dựng con người của chính mình thôi, chưa nói là đóng góp với vũ trụ. Nhưng mà thực sự nếu con người tốt thì vũ trụ này sẽ tốt theo. Con người bình yên thì cả vũ trụ này bình yên theo. Nhưng chúng ta không chịu làm cái chiều chính này, chúng ta hướng bên ngoài. Chính bản thân mình cũng muốn tu tập giải thoát lắm, thấy không? Khi đến với đạo Phật rồi mình cũng mong muốn nhiều điều lắm, chứ không phải mong muốn một điều. Mình muốn mình làm sao mình tu được tốt, làm sao tâm mình an, rồi làm sao mình được giải thoát, vân vân. Tất cả mọi điều đó đều có xảy ra nơi tâm chúng ta hết đó. Nhưng mà làm để cho tâm an là chúng ta làm được bao nhiêu điều rồi để cho tâm mình an. Mình tự xét lại coi mình có làm được lần nào để cho tâm mình an chưa. Đến lễ Phật chúng ta lễ như thế nào, hay đến ngồi thiền chúng ta ngồi như thế nào. Ở Phật lễ Phật chúng ta cũng chưa yên nữa, bây giờ quỳ trước bàn Phật chắp tay lên là chúng ta muốn cái gì. Chúng ta muốn cái gì? Phật là con bữa nay là thằng con trai con nó đang chuẩn bị thi đại học, chúng Phật phù hộ cho nó, muốn con cúng Phật nải chuối. Quỳ trước bàn Phật cái tâm mình không yên, tâm mình muốn cái gì đó. Mình chưa bao giờ mình yên, đúng không? Mình luôn luôn muốn, tức là mình muốn luôn làm cho mình dao động, chứ mình không chịu dừng cái dao động của chính mình. Trong tất cả mọi thời mọi lúc mà chúng ta khéo tạm dừng mình lại một chút thì mình sẽ tự yên, tự yên. Phải làm sao mình tự yên được trong đời sống này, chứ nếu không chúng ta luôn chạy loạn, chúng ta chạy loạn chứ chúng ta không dừng lại được, thì phí cả một cái đời của mình ấy. Mình sống không biết là sống vì cái gì, tiền nó cũng quấn mình là điên cả đời, danh nó cũng quấn mình điên cả đời, rồi ăn uống cũng vậy. Tất cả mọi cái trong cái đời này gần như chúng ta bị điên bởi những cái đó, chứ chúng ta không có tỉnh được. Đối trước tiền của có mấy người tỉnh? Không có tỉnh được, không có tỉnh được. Đối trước danh lợi có mấy người tỉnh? Không kiếm ra. Chúng ta bị điên đạo với những cái điều này. Nhưng mà muốn là muốn giải thoát, nhưng mà thực sự chúng ta đã dính sâu trong đó quá rồi. Mình không có tự thấy rằng mình dính đây là cái điều rất là khổ cho mình. Chúng ta ở trong cái cõi này á, chúng ta có nhà lầu, có xe hơi là chúng ta thấy yên. Nhưng mà đối với chư Thánh thấy những cái chỗ đó là trói buộc, thực sự. Chúng ta thấy trong cái đời này nó là bình yên, nhưng mà chư Thánh thấy cái đời này nó rất là loạn. Cái cõi này là cái cõi loạn, theo cái nhìn của chư Thánh. Nhưng mà cảm giác yên. Với những người mà quý vị thử, hồi nhỏ lớn họ đã từng, họ đã sanh ra rồi á, mà họ bị đeo bên đây một số vòng, đeo bên đây số vòng, đeo cổ số vòng. À, đi cái chỗ mà dân tộc ít người chúng ta thấy điều này. Có những vùng dân tộc ít người họ đeo kiền á, cái kiền kéo dài cổ ra nè. Thì bây giờ đời sống của cái kiền đeo là đời sống tốt cho họ, nếu gỡ kiền ra là họ sẽ gãy cổ. Cho nên họ không dám gỡ cái kiền ra. Thì mình cũng giống vậy. Mình đeo đủ thứ trên đời rồi, bây giờ gỡ ra là hơn thua liền á. Mình đeo bám danh lợi, đeo bám tiền cổ thế này thế kia, có người lại gỡ tay mà ra không được, cự liền, hơn thua liền, không chấp nhận. Nên thấy là cái đòi hỏi của mình á, cái hướng tâm của mình trong đời này, mình phải nhìn lại để mình mới tu tập được. Bây giờ cái hướng tâm mình là có phải cái dính mắc hay là cái hướng tâm đến giải thoát? Mọi điều mà chúng ta đang hướng đến là vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta phải nhận ra. Cho nên trong cuộc đời này cái chính yếu là chúng ta phải cố gắng nhìn ra sự vướng mắc của chính mình về một cái đi. Nhìn cho ra dùm vướng mắc đi. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng đây là cái dính mắc rồi thì chúng ta mới tìm ra lối thoát. Còn nếu không, không được. Nó giống như Đức Phật nói là chỉ có cái thấy biết sai biệt của thế giới tạo thành cái dòng xoắn trong vũ trụ này rồi, tạo thành cái ồn ào náo nhiệt, tạo thành cái động đậy trong vũ trụ này rồi mà chúng ta không có nhận ra. Cho nên học những điều này để chúng ta nhận ra được mình đang hướng tâm tới cái sự vướng mắc hay là giải thoát. Rất là nhiều người rất là tha thiết tu tập, nhưng mà nhìn lại coi chúng ta đang tháo gỡ mình ra hay đang cột mình thêm. Ai là người đang tự tháo gỡ được mình? Đó là vấn đề. Mà chúng ta có tháo được thực sự không? Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta tháo được cái gì nơi đầu của mình? Nơi cuộc sống này của mình. Chúng ta sống một ngày,
là chúng ta dính mắc thêm hay là chúng ta đã rơi rụng. Điều này chúng ta phải nhìn ra giùm. Cho nên phải nhận ra, cái người mà có trí tuệ là phải nhận ra sự dướng mắc thực sự trong đời sống này của mình. Chúng ta làm cái này nè, chúng ta đã hướng tâm tới làm điều này, điều kia. Những cái điều đó được mang danh là Phật sự, là Phật hạnh gì gì đó chúng ta không bàn. Nhưng mà xem coi Phật sự nó dính mắc hay là giải thoát. Phật hạnh đó là cái tháo gỡ mình ra hai cái cột vô. Chúng ta phải nhận ra. Trong mọi điều trong đời sống này chúng ta phải nhận ra. Rồi khi mà mình thấy được mình bị dướng mắc là mình sẽ thoát được. Còn nếu mình chưa thấy mình dướng mắc thì mình không thể thoát. Giống như bây giờ mình thấy trần gian này là vui là không bao giờ mình muốn đi ra khỏi này. Đúng không? Mình thấy căn nhà mình là đẹp là kêu mình đi ra ở nhà khác là không bao giờ mình dám chia tay với căn nhà mình đang quý mến đó. Những cái đã có, những cái trở thành sở hữu của mình đều quý, đều đẹp cả. Những cái đó là những cái cột mình. Thì làm sao mà chúng ta phải nhận được chính mình đang đi đến chỗ vướng mắc hay là quay ra cái chân trời giải thoát? Phải nhận ra, phải bình tĩnh giùm tôi. Thế nếu không á, chúng ta cứ đi theo nhiều lắm. Bây giờ là rất là nhiều đạo giáo, rất là nhiều tông phái, rất là nhiều tông chủ, rất là nhiều giáo chủ, ông nào cũng rất là giỏi hết, ông nào cũng nổi tiếng gian danh hết á. Nhưng mà ông nào nổi tiếng là cái chuyện của ông đó. Nhưng bản thân của mình đi đâu, về đâu, mình phải biết. Mình đang làm cái gì, mình phải biết. Mình đang tu tập ngày hôm nay nè, tu tập cái kiểu gì để được thoát ra cái gì, mình biết một cách rất rõ ràng giùm. Thời ngồi thiền này, thời tụng kinh này mình đang làm cái gì? Mình đang ngồi đây mình đang làm cái gì? Tự tháo mình ra hay tự cột mình vô, mình phải rõ ràng giùm. Mọi thời mọi lúc trong đời sống này mình tháo ra hay mình cột vào, mình phải biết. Chỉ cần vậy thôi. Chúng ta phải đủ trí tuệ thể nhận định ngay trong đời sống này của mình, trong từng bước một, để chúng ta sống như thế nào đó mà mỗi một cái giờ chúng ta sống là mỗi một giờ ý nghĩa thật sự cho chính bản thân mình cái đó. Thời nào, phút giây nào trong đời sống chúng ta đang sống là tự tháo gỡ mình ra, tự phá vỡ những khung sáo giùm để cho mình được tự do với chính mình giùm đi. Đừng có đợi ngày mai, ngày mốt, ngày kia đi đâu, về đâu, xa lắm. Ngồi ngay tại đây phải giải quyết được nè. Cái phút giây này mình đang làm cái gì cho mình? Mình đang muốn cái gì và mình làm được cái gì ngay tại đây? Đó là vấn đề thiết thực nhất mà chúng ta phải làm. Thì người tu phải thực tế giùm một chút đi. Chúng ta phải là người thực dụng từng khoảnh khắc một trong đời này. Chúng ta phải sống làm sao cho có ý nghĩa thực á. Chứ đừng có bỏ trung qua nữa. Hôm nay lỡ vậy thôi, thôi kệ nó đi, kệ mai làm tiếp. Không được, không có chuyện chút nữa, không có chuyện kệ, không có chuyện đóng kệ đây đó. Ngay đây nếu mà mình chưa có thấy mình thoát ra là mình phải hết sức mãnh liệt để tìm đủ một cách phá vỡ mình ngay tại đây nè. Làm sao mình là cái người rỗng toét ngay tại đây, không có dính cái gì nè. Mình là người không vướng bận bất kỳ cái gì ngay tại đây nè. Ngồi tại đây để chúng ta tạo được một chút bình an cho chính mình đi. Đó là chuyện cần lắm. Và phải tu được như vậy mới là có giá trị. Nếu như ngay phút giây này mà chúng ta thực sự bình an, thì một tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục bình an và mãi mãi sẽ bình an. Chỉ là một lần chúng ta phá vỡ mình ngay tại đây thôi. Thật lắm. Không có nói cái chuyện hẹn hò, mà hẹn hò là cái người đã bắt đầu rời sự thật rồi. Cho nên nó làm sao cái việc tu tập chúng ta phải tỉnh táo. Đừng có chạy theo nữa những cái màu mè, những cái bóng bẫy, những cái cuốn hút bên ngoài nhiều quá. Thậm chí cả tôn giáo của chúng ta, đạo Phật của chúng ta cũng nhiều màu sắc lắm, cũng nhiều cái gợi cảm lắm, nhiều cái khuyến dụ lắm. Cho rằng người này là được vậy, người kia được người kia, mà theo tôi là quý vị sẽ được giống như người này. Bắt đầu theo liền. Chuyện có chút xíu mà bung lên thành trời. Người này được về cõi trên rồi, bây giờ nếu mà theo tôi như vậy là quý vị sẽ được về cõi trên, là bắt đầu chạy theo. Nhưng bây giờ chạy theo đó, mình đi năm nay, năm sau, năm tới nữa, mình cũng không thấy ở mình cũng đâu về đâu được đâu. Mình không có ra được ngay đây thì đừng có hòng chút nữa ra được. Đó là nhân quả. Đúng không? Nhân quả rõ ràng. Ngồi tại đây mà không thoát thì chút nữa thì kiếm đâu thoát. Ngồi tại đây bị trói buộc thì là nhân tối buộc ngay tại đây, thì quả sẽ tới buộc ngày mai. Cho nên ngay đây phải tháo rỡ mình ra.
phải thấy rõ rằng mình đang làm cái gì giùm. Đây là điều rất cần. Có nhiều lúc chúng tôi thực sự là ngồi thắc mắc, không biết con người cần cái gì đây. Thiệt là khó giải thích vô cùng. Tại vì có những người mình đã tiếp xúc, những cái vị mà phải nói là mình rất là kính trọng, nhưng mà khi ngồi lại tiếp xúc không biết họ cần cái gì nữa. Họ cũng đang rất là cần nhiều chuyện lắm, nhưng mà chuyện chính họ không cần. Họ không cần nhiều điều lắm để trở thành một người nổi danh, nổi tiếng thực sự đó. Nhưng mà cái chính là ngay cuộc sống của họ, họ đã ngồi mảnh đất nào ở trong Phật Đạo. Đó là cần. Phật tử chúng ta cần ngồi trên mảnh đất Phật của chính mình, đó là cần. Phải bình an đi, chứ đừng có đợi một chút nữa. Chúng tôi thấy là không có ai chắc là một chút nữa mình sẽ thành cái gì, đúng không? Ai biết ngày sau mình sẽ ra sao không? Nhưng mà nhiều người hứa hẹn là tới hồi mình chết mình sẽ ngon hơn bây giờ. Những điều hứa hẹn rất là diễn vong. Đạo Phật không chấp nhận điều này. Đạo Phật hoàn toàn không chấp nhận cái chuyện ngày mai, mà phải là ngay tại đây và bây giờ. Thì làm sao ngồi ngay tại đây chúng ta nhìn ra được cái vướng mắc giùm, tự thấy ra mình đang vướng mắc, không cần người khác chỉ biểu. Mình thấy mình đang bị trói cột với điều này, điều kia, điều nọ thật sự. Thì ra là, ví dụ như mình ngồi một mình thì mình thấy đang vướng mắc cái này, đang vướng mắc cái kia của chính thâm tâm mình. Khi mình giao tiếp với một người thì mình biết rằng mình làm như vậy đối với người đó là bị dính mắc. Mình làm như vậy đối với cái kia là bị dính mắc. Mình nói như thế này là dính mắc, mình hành động như thế này là dính mắc. Mình phải thấy ra giùm, đó là người biết tu. Cho nên mình thấy cái này bị dướng, thấy cái kia bị dướng, thấy cái nọ bị dướng, mình không hay tới hồi về tối ngồi lại là một đống. Ngồi đó bắt đầu ngồi thiền để xả ra, không kịp, không kịp. Làm sao mà ngay tại đó là phải thoát được. Cho nên đối với tất cả mọi hoàn cảnh trong đời sống này, mỗi mỗi cái giao tiếp chúng ta là phải tự rơi rụng được. Thì đó là người tu. Chứ không phải là đợi tới tối mới ngồi thiền, không có kịp. Ngày 24 tiếng đồng hồ mình giao tiếp hết 20 tiếng rồi, chỉ còn 4 tiếng rồi là ngủ nghê. Thì 20 tiếng đó là chúng ta làm cái gì? Gom vô chứ không có buông ra đâu. Gom vô thì nhiều, nhưng mà xả ra thì ít. Cho nên mỗi ngày phải chồng chất thêm nghiệp tập, chứ không ai tháo gỡ. Chúng ta phải bình tĩnh. Thực sự là tất cả những người tu, chúng ta chỉ mong rằng là mọi người đều bình tĩnh giùm, để nhận diện mình trong từng cái hành động của cuộc sống này. Chúng ta làm cái gì? Có bao giờ chúng ta đặt lại chưa? Chúng ta phải thực sự chín chắn với mình, thực sự chín chắn phải đặt lại câu hỏi ngay trong đời sống này, mà mình cần cái gì nè, và chúng ta đang làm cái gì cho cái chuyện đang cần đó. Chúng ta có phấn đấu làm cho cái mục tiêu chính của mình chưa? Nó làm một ngày là 3 phút, 5 phút rồi cái quên, làm đủ thứ chuyện cái bắt đầu mới quay lại. Không kịp, không ai làm kịp hết. Mà thời gian thì luôn luôn trôi dùng dục, chứ nó không có tạm dừng. Cho nên chúng ta phải đủ cái bình tĩnh, đủ sáng suốt để nhận diện cho mình từng lúc. Ví dụ như chúng ta nói chuyện với một người bạn thôi, thì chúng ta phải đủ trí tuệ để thấy rằng mình nói chuyện vậy là thêm vướng mắc hay là nó tháo gỡ cho mình, cho người. Chúng ta giao tiếp với một người mới, chúng ta đem sự vướng mắc tới cho họ hay là chúng ta tháo gỡ họ ra. Chúng ta sống trong đời này mà nếu như những cái đó mà mình không nhận ra đó, thì thật sự là uổng, uổng cho cuộc đời của mình ghê lắm. Như cứ có buộc hoài mà nó không hay. Cho nên người tu tập phải khéo nhận ra mình, phải khéo tháo gỡ mình, tháo gỡ từng hành động cử chỉ một trong đời sống này dùm. Bình tĩnh, sáng suốt, không có cái gì gấp gáp, vội vàng hết. Mọi cái chúng ta phải hết sức là bình tĩnh, sáng suốt. Phải nghiêm túc với chính mình, phải chuẩn mực với chính mình trong tất cả những việc làm, những hành động, những lời nói, những cử chỉ chúng ta trong đời sống này. Phải nhận diện ra được mình đi, rồi mình sẽ nhận ra diện ra được mọi điều. Nếu chúng ta thấu suốt mình trong tất cả những cái ý niệm nhỏ nhiệm cho tới những cái hành động sống trong đời này á, thì đời này chúng ta không còn bị lầm. Còn mà mình không thấu suốt được mình á, những hành động, những cử chỉ, những lời nói, những việc làm của mình mà mình không hề thấu suốt nó, không đủ trí tuệ để kiểm soát nó, thì chúng ta không phải là người tu.
Phải nói thẳng một câu vậy, chúng ta không phải là người tu. Dù chúng ta là có lại Phật, có làm gì đi nữa, chúng ta chưa phải là người thực sự tu. Người thực sự tu họ kiểm soát không có cái gì lầm với chính mình cả. Họ rõ lắm. Vậy vậy là không cần phải ngồi thiền tụng kinh. Nhưng mà không có phút giây nào mà họ không có tự rõ biết được chính mình. Cái người mài miệt trong công phu buông ra rồi không biết mình làm cái gì. Ví dụ như ngồi trong một cái nhóm người, quý vị thường đi xe tập thể, quý vị dễ biết cái điều đó, đó. Chúng ta ngồi lắng tâm, chúng ta nghe đầu trước họ nói chuyện này, đầu sau họ nói chuyện này, khoảng giữa họ nói chuyện kia. Mà lên xe khoảng 40 người là nói chuyện nguyên thiên lầm, cả 8 nhóm, 7 nhóm, 10 nhóm gì đó. Ha. Thậm chí là xe đụng cái rầm, có chết người nữa, ở đây vẫn còn nói còn cười, không hay nữa. Thật sự không hay, xe mà có sụp hầm, sụp hố, mình cũng còn ở đây còn cười, còn giỡn đây mình không biết. Và mình có nói lớn tiếng để làm ồn người bên cạnh, mình cũng không đủ sức kiểm soát nữa. Hoặc là mình vô những cái quán, những cái chùa, những cái nơi yên á, mình ngồi xuống mình coi, cái bắt đầu cái nhóm này nói chuyện này, nhóm kia nói chuyện kia, mình nói không kiểm soát được. Mình không có kiểm soát được cái, không có hạ volume mình vừa đủ nghe với đối tượng, mình muốn nói lớn lên. Mà thực sự không phải mình muốn đâu, mà mình không đủ sức để kiểm soát ngôn ngữ của mình, không đủ sức kiểm soát cái hành động của mình. Mình làm ồn người bên cạnh. Rồi mình ngồi xuống, mình đứng dậy, mình cũng không đứng theo cái gọn gãy của mình. Mình đứng là nó không phải là đụng cái này, cũng phải đụng cái kia, lâm lâm hết. Tức là gần như mình cả ngày không có kiểm soát được. Thế vậy là người đó không bao giờ khai cái tuệ được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên tất cả những cái đi đứng chúng ta gần như được kiểm soát một cách toàn triệt. Chúng tôi nghĩ là cái hình bóng của Đức Phật ngày xưa đẹp lắm. Đức Phật mà sống trong đời gần như là cái tay Đức Phật đưa lên, cái chân Đức Phật để xuống không dư thừa một mảy may nữa. Cười với người nào, cười đúng cái chuyện đó. Nhiều khi chúng ta cười chưa chắc chúng ta đã kiểm soát nụ cười của mình. Có cái chuyện vui có một chút xíu nhưng mà cũng cười khố lên, có cái chuyện rất là vui nhưng mà chúng ta cười miếm miệng ví dụ vậy. Chúng ta không kiểm soát được, không kiểm soát được. Hai người ngồi cách nhau là có mấy tấc à. Nói chuyện khoảng là mở volume 5% là đủ nghe rồi, nhưng mà chúng ta mở tới 100% không kiểm soát được. Nó luôn luôn trong đời sống như vậy. Cho nên là cái người tu khéo là phải kiểm soát được mình, phải hết sức tỉnh táo để thấy được, kiểm soát từng cái hành động, từng cử chỉ nhỏ nhiệm, để chúng ta có cái sự tiến bộ nơi tâm linh. Chứ nếu không là chúng ta khó có mở tuệ lắm. Nếu chúng ta tu mà theo cái kiểu mà bài bản khung sáo, tới giờ này phải làm chuyện này, tới giờ kia phải làm chuyện kia, cho dù chúng ta làm đúng hết 24 tiếng đồng hồ, không thể khai tuệ được nếu mình không kiểm soát được mình trong đời sống này. Thì tu đạo Phật chúng ta phải khéo léo để nhận ra mình được. Mà quý vị thấy một điều hay là mỗi một lần chúng ta khéo nhận ra mình đó, là mỗi một lần chúng ta có một cái sáng đó, có cái kinh nghiệm đó. Ví dụ như bây giờ nãy mình nói chuyện, ngồi giữa đám đông này mà mình nói chuyện á, mà mình nói hơi lớn một chút mà mình nhận ra, tức là đó một sự sai trái, mình không kiểm soát được cái ngôn ngữ của mình. Thì kỳ sau mà có lỡ vô ngồi đám đông là mình nói chuyện đủ nghe thôi, không có dư được. Tức là cái nơi tâm chúng ta bắt đầu nó có một chút nội lực. Và nếu chúng ta liên tục kiểm soát mình là liên tục có nội lực. Nội lực cho tự tâm mình lớn lên và không làm bị dao động bên ngoài. Không làm bị dao động, không làm bị ảnh hưởng bên ngoài. Nên ở đây nói với cái phong luân đó, đó, tức là cái tâm chúng ta động là nó tạo thành phong luân thực sự, bị ảnh hưởng thực sự những người xung quanh. Vì kiểm soát cho kỹ mà đi đến cái tầng sâu nữa đó, là chúng ta vừa thấy được cái manh nha móng khởi nội tâm là nó tự dừng lại, để nó không tạo thành những cái sóng trường phóng ra vũ trụ này, thành tốt thành xấu, gây ảnh hưởng thiên hạ nữa. Ra khi mà nói tới ý niệm tốt xấu này á, đây là một cái đề tài rất lớn. Một ý niệm tốt xấu là đề tài rất lớn, ảnh hưởng đến người xung quanh thật sự. Vì vậy mà chúng tôi có giảng một cái đề tài giá trị năng lực á. Đúng, đề tài nó là năng lực chứ không phải là giá trị. Năng lực của câu niệm Phật và ý niệm thiện á. Tôi nói là nếu mà một người nghĩ thiện hoặc là một người niệm Phật á, thì cái công đức, cái phước đức họ lớn lắm. Ví dụ như bây giờ chúng ta khởi một cái ý niệm thương, như hồi nãy mình nói ý niệm thương á, là cái sóng nó bắt đầu nó phát ra rồi. Nó đi mãi trong vũ trụ này chứ nó không có hết đâu. Nó đi hoài tới hàng tỷ năm về sau. Và cái sóng tình thương đó đó, nó được sáng á, thì những cái loài chúng sanh sống ở trong vũ trụ này nè, những cái loài mà đang bị đau khổ đó đó, nó chạm được, nó chạm tới những loài đó. Tại vì cái âm dương nó hấp thu nhau. Do đó, do một cái người mà đang đau khổ á,
những cái thần thức, những chúng sanh đang đau khổ là đang trong cái tình trạng mà dùng từ là âm dương đi, thì nó đang âm, cho nên ánh sáng này nó dương, nó hấp thu nha. Ánh sáng này xuyên qua cái âm đó, cái tối tâm đó, làm cho cái tối này nó sáng, tức là người ta dịu được cái cơn đau khổ trong không gian này. Không biết là họ khổ cái gì, nhưng mà chạm được cái ánh sáng của tình thương, cái dao động sống thức tình thương trong không gian á, là họ nhẹ đi một phần khổ đau liền. Là lúc đó chúng ta liền có một phần công đức. Mà liên tục chạm tới những cái loại chúng sanh khổ đau trong vũ trụ này là liên tục chúng ta tạo được công đức. Thành ra một ý niệm thiện của mình là mình xài hằng hà sai số kiếp không hết cái phước. Nhưng mà chúng ta không biết đầu tư thì uổng lắm. Biết đầu tư. Thật ra là nếu mà mọi người mà tu tập á, mà gạt, tức là dứt trừ được những ý niệm ác của mình á, thì tự động chúng ta thấy cái gì ở nơi họ xảy ra, cái mặt họ sáng trước cái đó. Tại sao? Tại vì những ý niệm thiện nó đã làm tròn trịa những cái vùng hào quang của tế bào của mình, làm đẹp cái vùng hào quang của cái hồng huyết cầu của mình. Thật ra là cả cái tế bào, cả hồng huyết cầu của toàn thân chúng ta được nhúm sáng bởi ý niệm đó, ý niệm đẹp đó, được tròn trịa, được đẹp ra. Thật ra một người tu tốt, chúng ta nhìn cái khí sắc họ, chúng ta có thể nhận ra được. Người mà thiện tâm tròn đầy á, thì cái sắc diện họ sẽ bắt đầu đẹp ra. Người mà thiện tâm không tròn đầy thì sắc diện họ bị thay đổi á, thì cái khí sắc của họ bị đảo lộn lạ đó. Chúng ta nhìn ngắm một người, nếu mà sau này chúng ta có công phu tốt á, công phu mà giỏi một chút, nhìn một người chúng ta thấy là cái dòng ánh sáng của họ, hồi trắng, hồi đen, hồi nâu, hồi xanh, hồi vàng, nó liên tục giao, rất là lạ. Thật ra là cố gắng làm sao mà chúng ta phải tu tập mà kiểm soát được mình ở trong cái chừng mức thiện tâm. Đầu tiên là như vậy trước, để mình được cải thiện mình, nâng cấp mình lên, được cải thiện mình trước và nâng cấp mình lên. Chứ nếu chúng ta không có những cái đó, không có cải hóa nơi cái thân của mình được, không có nâng cấp cái thân này lên được, thì cái tầng bậc tâm linh chúng ta không được thăng cao. Cái thiện mà càng tinh tế, càng sâu sắc chừng nào á, thì cái thân chúng ta càng nâng cấp chừng đó, và tâm linh được phát triển thêm nhiều tầng bậc. Và đến mức độ nào đó chúng ta tương ưng đến cảnh giới Phật Pháp. Chúng ta nâng tầm mình lên để tương ưng. Cho nên hồi trước chúng tôi giảng là chữ tu có nghĩa là thăng qua mình để tương ưng với cảnh giới nào đó, chứ không phải là sửa. Sửa là cái chuyện rất là thường. Tu mà sửa là cái chuyện làm cái cũ để vút lại xài, chứ không phải là tạo cái mới. Ví dụ như đem xe hư, đem xe đi sửa, cái nhà hư đi sửa. Sửa tức là làm cái cũ cho trét cái cũ lại cho nó mới để xài. Không phải vậy. Người tu không có cái gì là hư hết á. Không phải sửa cái hư nữa, mà làm cho thân lẫn tâm được thăng hoa, để tương ưng với cảnh giới cao hơn, tương ưng với cảnh giới thánh, tương ưng với cảnh giới Bồ Tát, tương ưng với cảnh giới Phật. Tức là chúng ta thăng hoa chúng ta từng cấp độ, chứ không phải là sửa. Tu không có nghĩa là sửa. Tu sửa là phải xét lại. No, tu không có sửa đâu. Cho nên là chúng ta phải làm sao để chúng ta được thăng hoa là chúng ta đang tu. Trước kia cái tâm linh chúng ta ở cái chiều thấp, chúng ta chỉ biết là tiền tài danh lợi thôi, chúng ta không biết gì hơn cái này. Thì bây giờ chúng ta biết được cái này, cái thiện tâm để tạo thước báo để chúng ta được sanh cõi lành, ví dụ vậy. Thì chúng ta phải làm sao chúng ta tương ưng với cái thiện tâm để chúng ta sanh cõi cao hơn cõi người, tức là chúng ta thăng hoa. Chứ không phải để sửa cõi người, quay tới quay lui để sửa mình ở luôn cái cõi này á. Mà xài đồ cũ nữa, bây giờ đời này kiếp này nó vậy, qua đời sau làm chúng sanh để sửa lại, để mình là người cũ tô trét trét đẹp đẹp một chút thôi cùng. Nay sơn màu sơn này, mai sơn màu sơn kia vậy thôi, cũng là cái xe đó. Nhưng mà tu không có nghĩa sửa đó, không có nghĩa đó, mà chúng ta phải thăng qua thật sự. Từ chúng sanh chúng ta phải thăng tầm chúng sanh lên là cõi chư thiên. Từ chư thiên chúng ta thăng lên ở cõi thánh, từ cõi thánh chúng ta thăng lên cõi Bồ Tát. Từ cõi Bồ Tát chúng ta thăng lên cõi Phật, tức là một sự thăng qua hoàn toàn, sự chuyển hóa để thăng qua hoàn toàn. Biết tu là phải như vậy. Thì tâm chúng ta từ cái chỗ nhơ đục chúng ta thăng qua nữa. Chúng ta chuyển hóa để cho ý niệm thiện chúng ta được kết nối liên tục trong đời sống này. Chúng ta luôn luôn được lớn lên trong dòng thiện tâm của mình, để cải hóa thân này hoàn toàn, tâm này được nâng cao từng bậc rõ ràng, để lần lần chúng ta tương ưng với những cái cảnh giới thánh. Và khi mà chúng ta được thăng qua tầng nào á, thì tự động chúng ta sẽ có kiến thức ở cái tầng đó. Ví dụ
Thì bây giờ chúng ta tu tập tốt mà tâm chúng ta đang tương ưng ở cõi trời rồi, mặc dù chúng ta đang ở đây nha, nhưng mà tâm mình đã tương ưng cõi trời rồi, thì tất cả những sinh hoạt ở cõi trời mà chúng ta sẽ chuẩn bị ở đó, đó chúng ta sẽ hiểu hết. Còn không là nói chuyện cõi trời mà không hiểu rồi, nói nghe tin chơi thôi chứ không hiểu. Nhưng mà khi cái tâm thức, cái thiện tâm chúng ta đủ ngang tầm cõi trời, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu là à, cõi trời ăn làm sao, ngủ làm sao, chơi làm sao, giỡn làm sao, nói làm sao, cười làm sao, chúng ta biết. Và nếu tâm chúng ta tương ưng cao một cảnh cao hơn ở cõi trời, ví dụ như mình đầu tiên là chúng ta có thể đủ phước do mình nhiều năm, nhiều tháng mình làm thiện á, mình chỉ đủ phước ngang tầm với cõi trời Tứ Thiên Vương thôi, thì mình chỉ biết cõi trời Tứ Thiên Vương là cái gì, cái gì, cái gì. Nhưng mà nếu mà tâm chúng ta là có một chút định lực, chúng ta tu tập một chút định lực để tới được ngang cái tầm cõi trời đâu sức á, rồi đế thích thôi, thì chúng ta sẽ hiểu tất cả những cái chuyện cõi trời đế thích làm cái gì. Không là chúng ta chỉ hiểu, chỉ nghe người ta nói rồi mình chấp nhận gật đầu chứ mình không biết gì hết, là do tâm chúng ta chưa có ngang tầm. Nó cho nên là chúng ta học những cái kinh điển thực sự để chi? Để chúng ta rơi rụng, tự động chúng ta rơi rụng những cái tâm thấp kém của mình, tự động mình rơi rụng thôi. Nếu mà chúng ta nghe được những kiến thức Phật Pháp mà đúng đắn đó, là những cái đó tự động rớt ra. Chúng ta thấy là mình không muốn, mình không có xứng, con người mình không có xứng để làm những cái chuyện thấp hèn, thì tự động những cái đó nó rớt. Và tâm chúng ta được nâng một tầng bậc. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái chuyện bình thường thôi, mà nếu mình đi dưới ruộng là mình đi chân không được, nhưng mà đi vô cái nhà lót nền gạch bông thì mình không thể đi chứ, không để chi chân dính sình vô đây được, buộc mình phải rửa thôi. Không. Tự động mình phải tương ưng với từng cảnh giới sống. Nhưng mà tới cái bàn tiệc mà không thể mà mặc cái áo rách là tay dính nhơ được, tới bàn tiệc phải mặc áo đẹp và tay phải rửa sạch rồi. Tự động chúng ta tương ưng từng cảnh giới, thì tâm chúng ta nâng tầm thì chúng ta sẽ tương ưng với cảnh giới đó. Cho nên đừng có nói rằng từ đây mà có thể đi tới cái cõi quá trời đẹp trên kia, xa xa trên kia mà mình còn quá trời cái tâm xấu. Mà nhiều người bị cái này, nhiều người tưởng là mình có thể được, nhưng mà quý vị chỉ tưởng thôi chứ quý vị không thể làm được. Nếu mình không rũ sạch được những cái phàm trần, bây giờ thử đi, một người nông dân bình thường nghèo khổ, họ suốt ngày chỉ làm lụng thôi, mà kêu họ tới một cái đô thị cao cấp để họ sống được không? Cách nào họ sống được đó? Ép lắm là ở chơi vài ba ngày, tại bà con quen thân quá rước lên chơi vài ngày thôi. Cái kiểu ở quê là sao, phải là nực quá thì cởi áo giục cái bịch đó, không? rồi nằm á, thì cái chân gác lên ghế rồi nhịp nhịp đồ chơi. Nhưng mà lên cái nhà lầu của người ta đẹp vẻ quá, rồi bây giờ cởi trần á, kỳ cục lắm, khó chịu lắm. Đi thì ra nhà cầu phải mang dép này, rồi vô nhà khách phải mang dép này. Là cả như là mấy bữa là bỏ chạy mất rồi. Ở quê tới ngày đó có mang dép mang rốt rồi đó. Chỗ nào tôi cũng dậm hết rồi. Bây giờ đây bắt đầu mang dép này, bắt đầu mang dép kia, bữa bỏ chạy rồi. Mình cũng quen cái cõi này, cái sinh hoạt ở đây như vậy rồi, phải không? Bây giờ bỗng nhiên cái ai đưa mà luôn lên tuốt cái cõi trên kia, sinh hoạt nó không có giống. Nhất bữa mình cũng từ chối, mình xuống đây lại. Không có ở bền. Cho nên cái chính là tu làm sao cái tâm mình tương ưng cảnh giới đó, chứ không phải là mình tự nhiên mình ngồi đây cái mình sanh lên kia, không được đâu. Lối lý luận đó nó hỏng ấy, hỏng bét à. Nhưng mà nhiều người bị vướng vào cái trường hợp đó, bị mắc vào cái lối lý luận này thì rất là uổng á. Cho nên tu phải thực một chút, phải thực tế rồi phải thấy được là mình đã nâng tầm tâm linh mình tới đâu rồi, để mình biết mình sẽ tương ưng cảnh giới đó, chứ không hơn được. Tâm linh mình, cái phước báo mình ngang tầng nào thì khi bỏ thân mạng này là mình ở cái tầng bậc đó. Không ai lôi mình đi khỏi cõi giới đó được. Có lôi đi thì chơi cho vui thôi, mà muốn nhận mình xuống cũng không được, tại vì mình ở tầng đó. Cảnh giới đó là mình dứt khoát sở hữu. Mình sở hữu cảnh giới tương đồng với cái tâm thức và phước báo hiện tại của chính mình. Đó là căn bản của sanh tử trong đạo Phật. Không ai sống khác với cái nghiệp của mình cả, không ai sống khác với cái phước báo của mình cả. Đừng có nói lý luận nào khác, nó phi pha học, phi nhân quả, chúng ta không nên tin. Anh nói như vậy, có những cái lối lý luận rất là hư đốn mà chúng ta không có dám bàn, tại vì nó đụng tới những cái điều rất là lớn lao. Chúng ta nói để chúng ta có một cái hiểu biết về mình trong lúc mình tu tập á.
Thì quý vị làm sao mà phải hết sức là bình tĩnh để thấy được cái dao động thật của chính mình, nơi tâm thức của mình đang dao động theo chiều hướng dính mắc hay là đang tháo gỡ mình ra. Chúng ta đang làm tất cả mọi điều để cho mình được thoát hay là được vướng trong trần gian này, là chúng ta phải nhận ra được giùm. Đó là điều hết sức quan trọng trong đời này. Thì mong sao là tất cả chúng ta sẽ thấy được. Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện này. Thì mong rằng tất cả chúng ta tự, phải nói là tự vấn lại mình, tự suy nghiệm, tự nghiêm túc với chính mình để nhận ra mình đang làm cái gì ở trong đời sống này cho thân tâm này, cho cuộc sống này, cho chính bản thân mình và cho cuộc đời. Mình đang tháo gỡ mình hay là đang trói cuộc mình, đang tháo gỡ người hay là đang trói cuộc người. Những điều đó chúng ta phải nhận ra, nhận một cách rất rõ ràng cho chính mình, để mình có cái hướng định dứt khoát cho đời sống của chúng ta. Chứ chúng ta đừng có lưỡng lự nữa, không kịp đâu. Ở đây là chúng ta thấy ai cũng lớn tuổi hết rồi, không có còn thời gian để chúng ta lưỡng lự nữa đâu. Phải nhanh chóng mà quyết định đời sống tâm linh của chính mình, để chúng ta được thăng tầm thật sự trong từng ngày từng giờ sống. Làm sao mà như nãy chúng tôi nói là từng giờ một ngồi ngay tại đây, là quý vị phải tự tháo gỡ được mình, để mình luôn luôn sống ở chân trời tự do bình an một cách tuyệt đối ngay tại đây giùm một lần, thì mãi mãi quý vị sẽ được. Còn nếu mà chúng ta không tự tháo gỡ mình ngay tại đây thì sẽ hẹn hò vài ngàn kiếp nữa. Phải trở lại đây, phải tìm cách nào đó để thoát ra. Nó cho nên là lúc nào chúng ta cũng có thể tự cứu thoát mình, lúc nào chúng ta cũng phải tự tháo gỡ mình. Đó là cái việc cần, việc cần. Tức là làm mà dính mắc là chúng ta phải biết, nghĩ cái việc gì mà dính mắc là chúng ta phải biết, từng hành động, từng cử chỉ lời nói chúng ta phải biết tháo gỡ mình thoát khỏi sự vướng mắc. Đó là cái việc tu. Và mong rằng chúng ta sẽ tu được như vậy, để từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống còn lại là chúng ta luôn sống được cái chỗ tự do mênh mông của bản thân mình. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật đạo